lúc làm hết mình, lúc biết mình bị nói xấu hết hồn luôn. Xin chào mọi người, mình là Ngọc. Hiện tại mình đang là chủ nhiệm của một câu lạc bộ tài chính ở một trường đại học và mình cũng đang có người yêu là cựu thành viên ở câu lạc bộ luôn. Câu lạc bộ tự mình bao gồm một chủ nhiệm, một phó chủ nhiệm và sáu trưởng phó ban của ba ban trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ mình cũng có thể nói là một câu lạc bộ khá lớn và mạnh trong trường đại học tụi mình có những sự kiện chương trình khá là có tiếng trong trường như là các hội thảo, tọa đàm, cuộc thi về chủ đề tài chính. Hiện tại thì tụi mình đang tổ chức cuộc thi tài chính và có 3 vòng là online test, bán kết và cuối cùng là chung kết. Vì là chủ nhiệm nên cuộc thi lần này, mình đang là trưởng ban tổ chức, khá là nhiều công việc cần chuẩn bị cho cuộc thi. Chuyện cũng không có gì đáng nói nếu tất cả thành viên đều làm tốt, nhưng không. Ông bà mình nói cấm có sai, thùng rỗng kêu to ếch ngồi đáy giếng không biết mà hay ra vẻ là mình biết nhiều thứ và đóng góp rất nhiều Câu lạc bộ sinh viên nên mọi người hoạt động với nhau trên tinh thần là đóng góp và gắn kết thôi. Trong đó có một bạn tên Tiên nhỏ tuổi hơn mình, Tiên rất xinh đẹp và biết nói chuyện, nhưng mà thi thoảng mình cũng nghe mấy đứa thành viên trong câu lạc bộ đồn là thấy Tiên thường hay tương tác, thả thương thương với người yêu mình, nhưng mà mình nghĩ đơn giản là đàn em thể hiện sự quý trọng với đàn anh thôi. Bất ngờ chưa, bà chị của tôi tự nhiên người yêu mình đưa ra đưa cho mình coi tin nhắn tiên nhắn với ổng Em thấy chị Ngọc khó tính với dữ muốn chết Mà sao anh cũng yêu được hơn một năm vậy Anh có muốn thử cảm giác yêu hai người cùng lúc không Chị Ngọc thì hung dữ Còn em thì dịu dàng nè rồi xong, người yêu mình block thẳng tay Từ vụ đó thì Tiên bắt đầu có thái độ khác với mình Nhưng mà làm chị Đã vậy còn chung cô lạc bộ Nên mình tính nào Mình kết thúc nhiệm kỳ rồi á Mình làm lớn chuyện sau Hiện tại thì mình cứ làm ngơ cho qua trước đi khi mà cuộc thi diễn ra áp lực tổ chức chương trình sự kiện làm mọi người trở nên mệt mỏi và cấu gắt hơn rất nhiều có những lỗi sai mình nhận xét để tiên có thể chỉnh sửa nó để có một thành phẩm tốt nhất nhưng mà tiên lại nghĩ là tụi mình đang chèn ép và luôn luôn bắt lỗi sai bạn bạn tỏ thái độ thiếu tôn trọng và đang cố tình làm mọi thứ trở nên sai trái như việc mình giao cho bạn sắp xếp chỗ ngồi khách mời nhà tài trợ thì sắp từ lưa kim cương lại xuống bạc đồng lên vàng việc cơ bản vậy còn sai khi bị hỏi thì lại ho nói trời trời em giao cho bé kia mà không ngờ bé đó lại làm tùng phèo lên như vậy để em nhắc nhở lại bé có thiệt là bé không rồi giao xong cũng không kiểm tra lại thử nhà tài trợ người ta bực mình ra mặt còn huyết đó là hủy sự kiện may mình đi xin lỗi năn nỉ một cách thảm thương để cứu vãn tình hình mình tính cơm bát thật to với tiên mấy lần rồi nhưng mà bạn phó chủ nhiệm còn lại căng ngăn mình hoan hỉ đi mẹ ơi còn xíu nữa xong chương trình rồi giờ mày nói nặng với tiên quá coi chừng con bé nó vứt dây cho tụi mình dọn nữa Tiên thua đuổi tuổi mình, nên là mình cũng dặn lòng bạn cần thời gian thêm để rèn dũa khắc phục. Nhưng mà Tiên cứ chọc vào máu chó của mình ấy. Trước buổi diễn ra, chung kết 2 ngày, và đó là ngày tổng duyệt chương trình. Nhìn nhận thái độ của Tiên không tốt và suy xét thì mình không để cho Tiên nắm chính phần nào và chỉ làm thành viên trong một nhóm, nhưng mà thùng rỗng thì kêu to. Đó, nên là Tiên thấy bước bực mình và có nhắn với bạn khác trong ban tổ chức. Bạn đó cũng khá thân với Tiên, nên cũng cảm thấy ấm ức cho Tiên, nên bảo với mình Dạ chị ơi! Tiên hoạt động chương trình xuyên suốt rất tâm huyết và nhiệt tình. Bạn luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất, mà sau đợt này chị không cho bạn nắm chính về chị. Bạn tâm sự với em là bạn rất buồn và thất vọng ấy ạ. À. Hồi trước chị có nói với tụi em là làm việc phải tin tưởng nhau á chị. Đang bù đầu về buổi on-site sắp diễn ra rồi, mà còn nghe thêm mấy lời này nữa. Mình muốn bay tới cạp cho mỗi đứa một phát luôn. Nhưng mà lúc đó mình cũng chỉ giải thích xương xương và cũng hoan hỷ để sắp tới chương trình diễn ra tốt nhất có thể thôi. Và buổi chung kết cũng được diễn ra, và có thể nói là khá thành công mình đang vui mừng và cũng biết ơn mọi người vì đã hỗ trợ mình tổ chức thành công sau ngày hôm đó có một chị lớn hơn mình nhưng mà chị rất gần gũi và dễ chia sẻ chị có nói với mình rằng tiên vừa khóc vừa kể cho chị nghe một số chuyện dạ chị ngọc thiên vị các bạn khác chèn ép em chị ạ à. em hoạt động từ đầu tới cuối rất nhiệt huyết nhưng mà chị lại sắp xếp em vào một nhóm nhỏ chứ không để em nắm chính cái gì hơn thế nữa chị ngọc chị la em một cách nặng nề Ôi vãi thật các bạn ạ à. Tiên làm sự kiện của mình rối tung lên mà giờ còn đi kể với người khác như vậy. Mặt dày hơn vỏ dừa nữa. Mấy ngày sau đó mình nhận được một tin chấn động. Tiên đang xà nẹo với một nhà tài trợ có vợ rồi. Khiếp, có thể là máu của Tiên không giống người bình thường, mà là máu trà xanh. Đó. Xong rồi bị vợ ông nhà tài trợ đó phát hiện, lên tận trường tặng cho Tiên một cái bạc tai, rồi gặp thẳng hiệu trưởng trường, rồi Tiên bị cảnh cáo học vụ. Nguyên trường biết tin nên cũng tẩy chay Tiên, bị đuổi khỏi câu lạc bộ, mình thấy cũng tội mà thôi cũng kệ cái loại này nên bị dạy dỗ như vậy đáng đời cho kẻ không ra gì Chào mọi người, em là Lan, năm nay em vừa tròn 30 tuổi. Chẳng phải khoe gì nhưng thú thật nhà em cũng là dạng giàu có số 1, số 2 trong tỉnh. Bố mẹ em làm kinh doanh bất động sản nên từ bé đến giờ em chẳng bao giờ phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Em có đứa em gái tên Linh kém em 8 tuổi. Con bé là sinh viên năm 3 của trường đại học có tiếng ở Hà Nội, linh mặt đẹp, dáng xinh, học giỏi, không hổ danh là hoa khôi giảng đường suốt 3 năm đại học. Bố mẹ em cố mãi mới được cái Linh nên cưng con bé lắm, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa con bé cũng ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng. Làng trên, xóm dưới, ai cũng khen bố mẹ em có phúc nuôi được cô con gái hiền lành, nết na. Mặt xinh, dáng đẹp, nhà mặt bố, bố làm to. Đương nhiên người tán linh phải xếp hàng dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ, chứa cũng không hết là chị gái của Linh em cũng không ít lần thấy nhiều màn tỏ tình dở khóc dở cười có anh thì 12 giờ đêm đứng trước cửa nhà đàn hát để tỏ tình anh khác thì đầu tư hẳn tiền triệu để mua bó hoa hồng 999 bông gửi đến nhà cho Linh không sót ngày nào chỉ khổ của em hoa thì cắm trong nhà cũng chẳng phải hết phải đem đi tặng bớt cho đỡ phí mà toàn là hoa tươi mỗi bó chắc phải đến cả triệu bạc bao nhiêu anh tán nhưng mà chẳng anh nào lọt vào mắt xanh của em gái em nhiều khi em hỏi nó không chốt được anh nào à bé đã đỏ bừng mặt lên bảo là em hướng nội ngại lắm không dám nói chuyện yêu đương với mấy anh ấy đâu Vậy đó, vậy bà cô em gái hiền lành hướng nội của em lại tặng cho gia đình em một món quà nhớ đời. Em vẫn nhớ kỹ hôm đó là thứ bảy cuối tuần, nhưng ngày sinh nhật bố nên cả em và Linh đều sắp xếp thời gian để về nhà ăn cơm. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị mâm đũa, thì em nghe ngoài cửa có khách bấm chuông. Em lịch sự chạy ra mở cửa thì thấy vị khách lạ em chưa gặp bao giờ. Chị khách này cũng phải U30 rồi, ăn mặc rất sang. Lịch sự hỏi, đây là nhà ông chính phải không em? Tưởng khách đến chúc sinh nhật bố nên em niềm nở mời chị vào. Em để chị ngồi nói chuyện với bố mẹ, còn mình chạy vào chuẩn bị hoa quả đãi khách. Đã bổ xoài thì em nghe một tiếng chát ròn rã ở ngoài phòng khách, rồi giọng bố em vang lên. Mày cút khỏi nhà tao ngay, đồ mất dạy. Em giật bắn mình chạy ra ngoài, thì thấy em gái em nằm sóng xoài ra sàn nhà, tay ôm mặt khóc. Em hốt quá chạy ra can bố, có gì bố từ từ nói, sao lại đánh em thế? Bố em trung tay chỉ thẳng vào mặt Linh, mày coi em gái mày kìa, cái loại con gái không biết xấu hổ cặp với người đáng tuổi bố mình. Bây giờ người ta tìm đến tận nhà để chửi bố mày đây này tao nhục không biết dấu mặt đi đâu Chị khách thì chỉ đứng lạnh lùng nhìn bảo chuyện gia đình thì nhà anh chị tự giải quyết tôi xin phép đi về Mong anh chị dạy lại con cẩn thận chứ lần sau không có nhắc nhở nhẹ nhàng thế này đâu Chị khách nói xong thì giật túi sách rồi bỏ về luôn. Mẹ tôi thì chưa hết bàn hoàng chỉ hỏi đi hỏi lại Linh. Có phải thật không Linh Mày cặp bồ với người ta thật hả con Linh chỉ ôm mặt khóc mà không nói gì Nếu người ta không đến tận nhà chỉ tay tận mặt Mà chửi bố mẹ Thì em cũng không thể tin được cô em gái hiền lành ngoan ngoãn của nhà em Lại làm ra chuyện đồi phong bại tục thế này Gặn hỏi mãi con bé không trả lời Nên em mới dìu Linh lên phòng rồi xin bố mẹ để em nói chuyện riêng xem sao Lên trên phòng Linh em mới ôm em rồi nghẹn ngào khóc Em không biết Em không biết chị ạ à. Người ta lừa em Anh ấy bảo là anh ấy chưa lấy vợ Nghe xong là em biết ngay con em gái của em bị lừa rồi Nhưng mà cũng chả trách ai được Chỉ trách là em gái mình trẻ người non dạ quá Dễ tin lời nói ngon ngọt của bọn đàn ông Để giờ phải sống cả đời với cái mắt con giáp thứ 13 Sau vụ này thì bố mẹ em gần như suy sụp Làng trên sớm dưới gì xào chỉ kém điều Chỉ thẳng mặt bảo nhà em chứa loại tiểu tam Giật chồng người khác Linh từ đó thì xin bảo lưu ở trường đại học Chả dám ra ngoài cũng không dám nhìn mặt bố mẹ Mấy anh trước đây tán linh bây giờ cũng biệt tâm biệt tích hết Đây cũng là bài học nhớ đời cho gia đình em Em chia sẻ chỉ mong các bác để ý rồi tránh việc này Không lại bị một phố đâu như nhà em Mấy giờ rồi mà mày còn ngồi đây Tao thuê mày về để nuôi báo của mày đấy à Chưa vào tới cửa đã la ó ôm sờm chói cả tay Chắc mụ hằng vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra Em cười khẩy rồi vứt lên bàn từ giấy khám thai Nói trành mạch rõ ràng cho mụ rõ Tôi có thai với anh Hưng rồi, là con trai. Chị lo mà nịnh tôi dần đi, đứng gào thét trước mặt tôi nữa, coi chừng ảnh hưởng tới con tôi. Rồi tôi đuổi khỏi nhà là khổ đó nha. Em giờ ở tầm cao mới rồi, nhớ trước kia lại tuổi thân. Em sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông, sinh tận xấu người con, nên cả tuổi thơ em luôn phải sống trong hoàn cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Các anh chị em dựng vợ gã chồng cũng chẳng khá hơn là bao. Thấy chẳng trông mong được gì, nên học hết cấp 3 em xin bố mẹ cho lên thành phố, kiếm việc với quyết tâm đổi đời cho bố mẹ nở mày nở mặt. Hứa với cha mẹ tuyệt đối không làm mấy việc bán rẻ lương tâm và bản thân, nên em xin vào làm một công ty nhỏ dọn vệ sinh. Lương loanh quanh 7 triệu, chỉ đủ ăn tiêu chứ không thể dư giả. Đang chán nản tính bỏ việc, thì may mắn đến với em. Chị Hằng giám đốc đang tuyển giúp việc, chị chưa có con nên chỉ cần lo cơm nước quét dọn thôi. Thấy em nhanh nhẹn thật thà nên chị ngỏ lời, mức lương hai con số khiến em không khỏi vui mừng, vội đồng ý, em hứa sẽ không phụ lòng chị. Vợ chồng chị mỗi người làm chủ một công ty, nhưng công ty hiện tại chị quản lý thuộc về nhà chồng. Chồng chị là anh Hưng, vô cùng điển trai, lịch thiệp và trên cả là lắm tiền. Hai anh chị cưới nhau đã gần 8 năm mà chưa có nỗi mụn con nên lục đục bất hòa suốt. Anh Hưng vừa đúng là mẫu người đàn ông em thích, nhiều khi nằm nghĩ em mà là vợ anh em sẽ đẻ cho anh chục đứa kiểu như ông trời nghe được tiếng lòng của em từ ngày em về nhà này làm ô xin anh hưng đối xử với em rất tốt thường trả thêm lương cho em thậm chí còn có những cử chỉ vô cùng thân mật chị hằng rời nhà đi công tác suốt nên em và hưng có rất nhiều thời gian bên nhau ban đầu chỉ dành những lời hỏi thăm sau dần tới những bữa cơm chung những lần cùng nhau xem phim và đi mua sắm chẳng biết từ bao giờ con tim em lại đập nhanh tới vậy khi đứng trước hưng anh tâm sự Giờ anh chỉ cần một đứa con nối giỏi Ai cho anh đứa con trai Anh sẽ đội quấy lên đầu Thôi anh đã có lời thì em cũng có lòng Chẳng buồn giấu tình cảm Em và Hưng chính thức qua lại với nhau sau lưng hằng Mọi địa điểm trong nhà đều chứng kiến Từng khoảnh khắc thăng hoa ân ái của chúng em Em luôn cố gắng chiều anh hết sức Vì nếu em sinh được con trai Có lẽ đây là con đường đổi đời nhanh nhất Đúng là cô đã thương Thì làm người thường cũng khó. Để thả suốt 4 tháng, em phát hiện dính bầu. Do cứ ngửi mùi xà bông giặt đồ là em ói tới lui. Đi kiểm tra thì bầu đã gần 3 tháng rồi, là con trai. Nghe được tin mừng này, Hưng chuyển thẳng cho em 500 triệu. Sốt sắn dặn dò em phải dưỡng thai thật tốt, thích gì anh cũng chiều. Thượng thế em lật bài ngửa với anh luôn. Em chỉ thích làm bà chủ nhà này thôi. Anh giữ làm gì cái loại cây độc không trái, gái độc không con đấy trong nhà cho chật đất. Sớm đá bà Hằng ra khỏi nhà, rồi cho em một danh phận đàng hoàng nha Kẻo con mình sinh ra Đó tuổi thì tuổi con lắm Vậy là sau hôm công khai mang bầu đó Em chính thức cung đấu với mụ Hằng Hưng thương em lắm Sợ em buồn nên là đuổi Hằng qua phòng em ngủ Còn em được ngủ cùng Hưng Để anh tiện chăm sóc Mụ Hằng tức điên lên đập vỡ hết đồ trong nhà Nhưng không dám làm gì xấu với em Mà có cho tiền mụ cũng không dám Vì vớ vẩn là em nói với Hưng cho cút liền Chứ chưa làm gì cái loại gái không biết đẻ đấy nhưng mà ngày nào Hằng còn ở cái nhà này Thì ngày đó vị trí chính thức của em vẫn còn khó với Suốt 9 tháng mang thai Em dằn vặt Hằng đủ kiểu mà cô ta vẫn lì lợm bám trụ Dự sinh của em là cuối tháng 6 Tính tới sát ngày Hôm đó căng đúng lúc Hằng đi tới Em cố tình vướng vào Hằng Rồi ngã sắp mặt xuống sàn Nghĩ sinh sớm một ngày cũng chẳng sao Còn Hằng khiến em như vậy Hưng chắc chắn sẽ bỏ mọi chuyện xảy ra đúng dự liệu. Lúc em tỉnh dậy, con em đã chào đời rồi. Giáo giác tìm đứa con vàng, con bạc. Em thấy Hằng và Hưng khoát tay nhau đi vào. Khi em còn ngơ ngác không hiểu gì, thì Hưng lạnh lùng tuyên bố, tôi vừa chuyển thêm cho cô 500 triệu, cộng với 500 triệu ban đầu khi có thai, tổng là 1 tỷ. Đủ để cho cô đổi đời và về quê, làm vốn lấy chồng. Vợ chồng tôi chỉ nhờ cô giúp đứa con thôi. Giờ xong nhiệm vụ, cô nghỉ ngơi lấy sức, rồi mang đồ về quê sớm đi hưng hành xử như một người dân khiến em vô cùng sốc em cố níu anh lại hỏi cho rõ ngọn ngành nhưng anh còn chẳng cho em chạm vào nét mặt lạnh tanh như chưa từng ân ái yêu thương khiến em sợ hãi giờ họ bế con em đi rồi em không muốn chịu thua thảm hại như vậy con là do em xin chính thức phải là em mới đúng em không muốn giao con mình cho hằng nhưng nếu đòi lại con thì tương lai em sẽ khó đi thêm bước nữa và em sợ cũng không lo được đầy đủ cho con như hưng trách đời bạc bẽo Chẳng lẽ em cứ vậy mà xa con, ngậm bồ hòn làm ngọt cầm tiền rồi biến mất mãi mãi hay sao chứ? Em nên làm gì bây giờ? Nếu nói ngoại tình là món ăn ngon thì ngoại tình trốn công sở phải là một món ăn đặc biệt ngon khó lòng từ chối, đã thế nó còn lại dễ ăn nên người ta đâm ra nghiện. Chúng tôi quen nhau từ thời sinh viên rồi ra trường có việc làm ổn định, cả hai cũng cưới nhau được hơn năm. Anh đúng kiểu là người đàn ông của gia đình. Hễ đi làm thì thôi, tan làm là anh về nhà phụ vợ cơm nước việc nhà, ít khi nào tụ tập nhậu nhẹt cùng đồng nghiệp. Thế nên tôi nghĩ mình là người may mắn nhất trong đời khi có được người chồng gắn bó với mình như vậy. Những ngày đầu của hôn nhân luôn là những ngày tuyệt vời. Anh vừa ân cần chu đáo, lại hiểu ý tôi, nên cuộc sống vợ chồng vô cùng viên mãn. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là nhu cầu chồng khá cao, mà tôi thì sức khỏe hơi kém nên đáp ứng cho chồng luôn tụ tì suốt tháng khiến tôi rất mệt mỏi. Có khi tôi còn đâm ra sợ vì anh cứ hồng học như vậy. Thế rồi tôi khuyên anh buổi chiều rảnh nên đi chơi thể thao để tiêu hao bớt những năng lượng dư thừa. Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi, ngày nào cũng đi chơi bóng rổ, không thì chạy bộ cùng đồng nghiệp mà tôi thấy tình hình khả quan hơn hẳn anh bớt quấn vợ hơn nên tôi cũng có nhiều thời gian dành cho bản thân và bạn bè bản đi mấy tháng trời sau khi anh đi tập tôi mới bắt đầu để ý suốt một tháng nọ chồng ít ăn cơm nhà hẳn trước giờ anh là người đề xuất phải có cơm nhà anh còn bảo là vợ chồng đi làm suốt ngày tối đến chỉ nhờ bữa cơm mới có dịp tâm sự vậy mà giờ cơm nước đề hề nhưng chồng bảo là đi thể thao với đồng nghiệp tiện thể ăn ngoài luôn cho tiện Ban đầu tôi chả nghĩ ngợi nhiều, nhưng suy cho cùng đó là chồng mình, người đầu ấp tay gối mà, chả nhẽ là mình lại lơ thế được. Thế nên tôi cố vợ không biết gì, chờ đợi thời cơ và nói đến thật mọi người ạ. À. Hôm đó anh mang laptop về nhà làm việc, chiều đến anh không ăn cơm mà lăn xăng chạy đi đánh bóng rổ kẻo không kịp giờ. Trước khi đi còn trở vào lấy điện thoại nữa chứ. Cứ cái kiểu thụp ló giấu giếm gì đó. Tôi thấy vậy nên anh vừa đi xong thì mở láp anh lên. Vì anh không có cài mật khẩu nên vừa mở máy Zalo đã hiển thị một loạt tin nhắn đến. Tôi nhanh tay click ngay vào tin nhắn của Ngọc. Cô này là đồng nghiệp cùng phòng của anh. Chúng tôi gặp nhau được vài lần trong những lần đi du lịch cùng công ty anh. Thế nên tôi không lạ gì cô ta nữa. Tôi click chuột vào thì mắt muốn mờ không đọc nổi với dòng tin nhắn đẩy đưa mời gọi của Ngọc. Cơm ngon canh ngọt đến rồi này, đến sơ nhanh kẻo nguội anh gì đó ơi. Tin nhắn rành rành đã đành, nhưng mà tôi thất thần trước cái ảnh không mặc gì của cô ta. Đúng kiểu bữa ăn thịnh soạn, ánh mắt cuốn hút mời mọc, thân hình nõn nà phô bày cho bữa cơm chiều nóng bỏng. Bởi vậy anh bỏ cơm nhà sang đồng nghiệp ăn là có lẽ tôi bình tĩnh và bắt đầu tiến hành kế hoạch bữa đó là sinh nhật anh chơi đúng vào chủ nhật tôi lấy cớ muốn gắn kết đồng nghiệp nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ vô cùng ấm cúng cho anh và tất nhiên không thể vắng mặt ngọc cùng hội bạn đồng nghiệp thân thiết của anh đoạn mọi người vừa hát happy birthday thì tôi bưng chiếc bánh kem ra Tôi đi đến anh rồi vụt qua anh tiến về phía Ngọc. Mọi người còn chưa hiểu ra điều gì. Thì tôi ụp thật mảnh chiếc bánh kem vào mặt cô ta. Cái mặt nó trông dở khóc dở cười. Xong tôi bảo bánh ngon không? Có ngon hơn chồng chị không em? Mọi người như hiểu ra câu chuyện. Nên xì xầm bàn tán. Tôi bắt đầu vỗ ngực xưng tên bảo. Chồng tôi và Ngọc đã ngoại tình được hơn 3 tháng. Nay tôi làm bữa tiệc này trước là chúc mừng sinh nhật anh. Và sau là tiễn anh đến thẳng nhà con hổn làm này ở. Từ nay tôi và anh chính thức đường ai nấy đi. Sau lời tuyên bố dõng dạc là đoạn màn hình quay cảnh đẩy xe bò của bọn họ. Tiếng con Ngọc trên rỉ như bị ai chọc tiếc. Còn thằng chồng chó chết thì luôn mờm bảo em ngon quá Ngọc ơi. Anh bỏ hết tất cả để đến với em nha Ngọc mọi người há hốc sửng sốt trước cái cảnh tượng không ngờ tới còn bọn nó thì ê chề nhục nhã trước cái diễn cảnh mà mình gây ra sau hôm định mệnh đấy chồng mình vẫn ra sức van xin năn nỉ tôi với một lý do duy nhất là do nhu cầu anh cao mà em không thỏa mãn được nên anh mới ăn vụng ở ngoài chứ anh không hề yêu ngọc anh van xin em hãy cho anh một cơ hội quá sức chịu đựng và tốn thời gian công sức để nghe lũ khốn nạn nó phân bua lý sự tôi chặn hết mọi thứ liên quan đến hắn và dĩ nhiên tôi chọn sống thật vui với cuộc sống độc thân của mình Bản thân tôi á, thực ra không phải là người đàn ông hay soi mối Mà đúng như lần đầu á, tôi soi từng ngốc ngách ảnh vợ Tôi lại phát hiện ra một chuyện kinh khủng nè mọi người vì công việc cá nhân tôi nên tôi thường xuyên là phải đi công tác khắp nơi Mà tình cảm của bọn tôi luôn luôn ngọt ngào Vì bọn tôi có sở thích khác lạ giống nhau Vợ chồng bọn tôi yêu nhau 2 năm Cưới nhau đã được 3 năm Cả hai hiện tại chưa có con cái Vì cả hai còn đang muốn chìm đắm trong tình yêu rồi công việc nữa Con cái thì tương lai sẽ có thôi Mà hiện tại bọn tôi chỉ muốn dành trọn tình cảm và thời gian cho nhau thôi Nói qua về vợ ăn cái, bọn tôi trước làm cùng một công ty, tôi là cấp trên của em, tôi bị ấn tượng bởi cách làm việc nghiêm túc, luôn chăm chỉ và hết mình của em, mà rung rinh lúc nào cũng hay. Nhưng mà thời điểm tôi gục ngã em nhất, đó chính là khoảnh khắc em muốn dùm rượu cho đồng nghiệp nữ bên cạnh. Một cô gái hết mình vì công việc, hết mình vì đồng nghiệp cũng vậy thì không còn gì để mà chê nữa đúng không? Thế là tôi chủ động tán tỉnh và tiếp cận em lúc yêu á tình cảm bọn tôi cứ như là mới chớm á trời sau khi cưới bọn tôi càng đậm sâu hơn nha em luôn là người vợ biết lo toan cho gia đình vì vậy á tôi cần làm người chồng kiếm tiền thật là giỏi để hâm nóng tình cảm của cả hai lúc mà tôi đi công tác xa em thường chụp ảnh bản thân thiệt là nóng bỏng lúc nào em cảm thấy bộ đồ nhỏ mới mua đẹp á, liền quay video lắc lư để mà tôi ở xa cảm nhận và tận hưởng thôi tôi cảm thấy là một sự thể hiện tình yêu mà chỉ có em với tôi hiểu được á. vợ chồng với nhau mà cả hai luôn tạo nhiều sự mới mẻ để mà hâm nóng tình cảm hơn để mà những bức ảnh này nó không chán em thường mua những bộ đồ hình dáng khác lạ như là thỏ rồi gấu những bộ ren nè những bộ cánh nhiều màu sắc tạo dáng chụp ảnh cho tôi cả hai tôi rất là hài lòng với chuyện này nha và tôi cảm thấy thì là tự hào vì có một người vợ biết chơi biết chiều chồng vậy đây cũng là hành động thể hiện sự chung thủy của em dành cho tôi em luôn bảo chứ em thích chụp những thứ này cho anh ngắm cơ chồng không ngắm thì ai được ngắm nữa đấy việc này cũng tăng thêm tình yêu với hai vợ chồng nha dù tôi có bận rộn đi chăng nữa lần công tác này cũng lâu trời ơi, khoảng tháng lận dù trước đó cũng lâu tầm như vậy đó mà nhìn mặt vợ buồn hiu tôi lại thấy thương à tôi cũng hứa hẹn đó, sau khi về sẽ bù đắp cho em thiệt thiệt là nhiều hai vợ chồng ôm hôn nhau một cách lưu luyến mà không ngờ lần này cái ôm này cũng là cái ôm cuối của cả hai như những lần công tác trước Em có chụp và khoe như một cảnh mới Lần này em chụp hẳn bộ da báo Trời ơi đầy hoang dã nha Tôi đặc biệt thích bộ này cho nên có zoom soi kỹ ảnh của vợ Mà điều tôi không ngờ là zoom ảnh lên Tôi phát hiện ra một dây thắt lưng Được treo trên ghế trang điểm Nó dù bị cắt mà góc thắt lưng ấy rõ mồn một không phải của tôi Bởi vì tôi không bao giờ dùng loại thắt lưng rẻ tiện vậy hết á Tôi chắc chắn vợ tôi đang cấm sừng tôi không muốn để giờ phải đề phòng, tôi bắt đầu tỏ ra bình thường nha. Mà tay tôi đặt vé máy bay về vội ngay trong ngày luôn. Lúc về đến nhà, tôi đã tự tác bản thân không nên yếu lòng mà phải dũng cảm đối mặt với sự phản bội này cơ. Mở cửa ra, trong phòng không những có những tiếng đánh của hai người mà ba giọng lận lộn với nhau. Tôi tái mặt đá phăng cửa phòng, ngỡ ngàng bật ngỡ với hình ảnh tôi chứng kiến. Người vợ mà tôi luôn yêu thương, nay đang nằm giữa hai thằng đàn ông, khiến tôi phát tởm. Tôi lồng lộn, lao vào tấn cho hai thằng kiên trận, gọi bảo vệ qua đây giữ bọn này lại tôi đợi em giải thích nhưng em chỉ biết khóc lóc xin tha em bảo chỉ là thời gian này em thấy mất ngủ khi mà không có tôi cho nên mới làm ra chuyện này nhưng mà cái điều tôi tra ra nó lại khiến tôi sốc hơn nữa nè đó là vợ tôi khi vắng nhà thường thuê trai về ngủ Những chàng trai này đều là trai non tơ được vợ tôi trả tiền mà không có sự níu kéo hay là quan hệ tình cảm gì trơn biết em có ham muốn lớn nhưng mà tôi không nghĩ là chỉ thiếu hơi trai một chút thôi em mới làm ra chuyện kinh khủng như vậy Hình ảnh ba người quấn quýt cứ ám ảnh tôi mãi luôn. Dù gì hai đứa vẫn chưa có con, tôi buông tha em cũng như là buông tha cho tôi. Chỉ vì ham muốn nhất thời, em lại phản bội người chồng của mình thì có xứng đáng không? Không muốn bị phát hiện, tốt nhất á, đừng có làm sai. Tôi tin chắc mấy bà thấy nhiều em gái trà xanh trà đào rồi. Nhưng mấy bà có thấy mẹ chồng trà xanh bao giờ chưa? Nói thật, mấy em gái trà xanh còn dễ trị, Chứ mẹ chồng trà xanh thì chỉ có kêu trời kêu đất thôi mấy bà ơi Mà may sao ông chồng tôi cũng còn tỉnh táo Nên tôi cũng đỡ khổ mấy bà Chứ không mới chắc tôi cũng sách dép mà chạy rồi Nói sơ một chút thì tôi tên Mỹ mới kết hôn được một năm Lúc mới cưới thì tôi ở nhà chồng Sau này đến cả nhà chồng tôi cũng không chịu được cái tính trà xanh của mẹ chồng Nên chúng tôi mới vừa chuyển ra riêng vào tuần trước ngày đầu mới về ra mắt thì tôi thấy mẹ chồng cũng là một người dễ tính hiền từ thân thiện lắm cưới nhau rồi mới biết tôi thì ra mình còn non và xanh lắm những ngày đầu mới về làm dâu của tôi thoải mái ở nhà mình luôn mẹ chồng không làm khó hay yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì tôi cứ ngỡ đây là thiên đường cho mình rồi cho đến khi tôi mang thai đứa đầu tiên thì dần dà mùi trà xanh bắt đầu ngập tràn cả nhà mang thai lần đầu tôi phản ứng mạnh lắm hết nôn ngén không ăn uống được gì rồi còn thường xuyên mệt mỏi cũng may tôi không phải đi làm Vì cả tôi và chồng đều là dân kinh doanh Nên thời gian có thai tôi đều ở nhà nghỉ ngơi Lúc trước tôi đều là người nấu ăn cho cả gia đình Nhưng hôm đấy do quá mệt mỏi Nên tôi có nhờ mẹ chồng nấu giúp Mẹ chồng nghe thấy liền sản khoái đồng ý Con cứ để đấy mẹ nấu cho Con đang thai ngán mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi Đừng làm việc quá sức Dù mẹ cũng có hơi mệt Hôm qua có đi khám thì bác sĩ bảo Mẹ không có gì đáng ngại Chỉ là tuổi lớn rồi xương cốt cũng yếu chút thôi à Tôi nghe thế thì cũng thấy mình hơi quá đáng Mẹ già rồi nên hưởng phúc Chứ để mẹ nấu nướng thì kỳ quá Nên tôi đành bảo mẹ nghỉ ngơi để tối nấu vậy Lần khác tôi thèm ăn hải sản Nên có bảo chồng mua vài món về nhà ăn Tôi gấp cho mẹ mấy con tôm con mực Thì mẹ lại gấp bỏ lại vào chén tôi rồi nói Con ăn đi Mẹ ăn ít mấy miếng thì tụi con ăn được thêm mấy miếng Tôi cảm động lắm Tự nhủ sau này sẽ tốt với mẹ hơn nữa Chỉ có chồng tôi nhìn mẹ kiểu bất đắc dĩ lắm Nhưng tôi nào có hiểu gì đâu bụng tôi càng ngày càng lớn người càng nặng nề mệt mỏi chuyện trong nhà đều một mình tôi làm mỗi lần nhờ mẹ chồng làm gì đó mẹ đều đồng ý xong lại thêm vài câu đáng thương làm tôi cảm thấy mình không tốt lại không nỡ để bà làm tôi vẫn cứ nghĩ mẹ chồng rất tốt cho đến khi hôm đó tôi xuống dưới nhà để nhận hàng thì thấy mẹ chồng đang đứng nói chuyện với mấy bà hàng xóm cuộc nói chuyện của họ khiến tôi mở mang tầm mắt hẳn luôn mấy bà cứ làm khó con dâu ra mặt làm cái gì cứ như tôi này giả vờ đáng thương một chút là con dâu nó tự động làm hết còn phải cung phụng mấy bà như vua chúa ấy chứ mẹ chồng tôi cười khà khà nói với vẻ đắc ý lắm tôi nghe xong mà tức điên cả người sau đó lại ngẫm nghĩ lại mới thấy mình bị dắt mũi thế nào tôi tự thấy mình sống rất biết điều vậy mà gặp phải bà mẹ chồng trà xanh như vậy tôi đâu cần bãi phải làm gì cho tôi thỉnh thoảng giúp tôi một hai thì tôi cũng vui rồi Đằng này bà ấy gắn cái mắt đáng thương lên Để tôi đồng cảm được xem tôi như con ngu mà dắt đi Tôi kể chuyện này với chồng Chồng tôi tỏ vẻ như biết trước rồi Anh biết tính mẹ như thế rồi Nên anh mới bảo em thuê giúp việc để đỡ đần cho em Mà em không nghe Còn trách anh không biết thương mẹ nữa Thì ra từ đầu của mình tôi bị cái nết trà xanh của mẹ chồng lừa thôi Nghĩ lại tự dưng thấy sợ Đúng là trà xanh thì loại nào cũng có Chỉ có chúng ta ếch ngồi đáy giếng Chưa thấy hết sự đời thôi mình và chồng là bạn học cùng trường y Sau này khi kết hôn và sinh con Sức khỏe của mình khá yếu Không thể làm việc với cường độ cao Trực đêm liên tục ở bệnh viện Nên mình tạm thời xin nghỉ ở nhà chăm con Vợ chồng mình thống nhất nhân tiện thời gian này Mình cần nghỉ ngơi Đợi con cứng cáp một chút rồi hẳn đi làm lại Chồng mình hiện tại cũng là phó khoa Mở thêm phòng khám bên ngoài Nên thu nhập rất ổn Có thể lo cho gia đình Chồng mình tên Tuấn, mình biết chồng mình điển trai giỏi giang đào hoa luôn có nhiều cô gái theo đuổi từ thời đi học đã vậy đến nay đi làm ở bệnh viện cũng không khác các nữ y tá bác sĩ sinh viên thực tập vây quanh anh không ngớt thường cố gắng tiếp cận và lấy lòng anh bạn mình tỏ ra lo lắng bảo mình phải chú ý cẩn thận giữ chồng không xển ra là mất nhất là trong giai đoạn này mình không đi làm nên khó mà trông chồng được Mấy cô bạn thân hứa là sẽ để mắt giúp, nhưng vẫn khuyên mình giữ gìn sức khỏe, sớm đi làm trở lại. Theo tình báo của mấy đứa bạn, trong số những vệ tinh mến mộ chồng mình, có con bé Linh là không biết ý tứ nhất. Linh đang là bác sĩ thực tập, đến bệnh viện chồng mình học hỏi trong khoảng 2 năm, và chồng mình chính là người chỉ dẫn trực tiếp. Dù biết anh đã kết hôn, Linh vẫn không ngừng thể hiện tình cảm. Cứ có cơ hội là thả thính thầy giáo của mình. Mấy chị em đồng nghiệp của mình rất không vừa mắt, nhiều lần có ý nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như Linh đều bỏ ngoài tai. Hàng ngày cố gắng tiếp cận, mua đồ ăn sáng và cà phê cho chồng mình. Thậm chí cô bé còn xin trực cùng ca với anh, luôn ở lại làm thêm giờ cùng anh. Thật ra ban đầu mình không mấy để tâm, vì những cô gái theo đuổi chồng như vậy không ít. Từ hồi yêu và cưới anh, mình đã quen với chuyện này. Thêm nữa, mình rất tin vào sự đàng hoàng, ngay thẳng của chồng, cũng như mối tình 8 năm bền chặt từ thời đại học nhưng mà do bạn bè nói quá nhiều tỏ ra không yên tâm và liên tục nhắc mình phải biết dằn mặt, thể hiện mình là chính thức nên mình bắt đầu chú ý hơn đến Linh mình vào facebook cô bé tìm hiểu thấy cũng là người tài năng học hành xuất sắc và con của gia đình gia giáo nhưng mình để ý thấy Linh thường xuyên đăng ảnh với những caption ẩn ý kiểu như chúng mình sợ bên nhau nha à, dù vượt qua mọi định kiến xã hội câu cáp đúng nồng mùi tiểu tam hay là Linh cố tình đăng ảnh có dính hình bóng lưng hay mặt chồng tôi trong đó mình đọc mà giận sôi máu và bắt đầu thấy cô bé này thật sự không ổn hỏi chồng về linh anh khá ngạc nhiên nhưng chỉ gạt đi cho biết đó là bác sĩ thực tập không có gì đáng nói vì chồng đã nói thế nên mình cũng không muốn làm lớn chuyện hay gặng hỏi gì thêm mới đây mình quyết định đến bệnh viện thăm các đồng nghiệp một cách bất chợt ngay cả chồng mình cũng không được biết việc này mình đã cùng hai người bạn bác sĩ đột ngột đi vào phòng khám riêng của chồng mình và đập vào mắt là cảnh linh đang hôn má anh bất ngờ mình chưa kịp phản ứng gì thì hai bạn mình đã gào lớn còn bé ghi làm gì vậy biết thừa đây là người có vợ rồi mà còn làm vậy hả trái với suy nghĩ của mình linh không hề lo sợ mà lao vào tranh luận với các bạn mình còn chồng mình thì liên tục giải thích rằng chuyện hoàn toàn không như mình nghĩ thậm chí linh còn không ngần ngại mốc mỉa hóa ra đây là vợ anh trông như thế kia mà chẳng hiểu sao anh từ chối em vừa già múp vừa ở nhà nội trợ không xứng với anh khi thấy mình tức giận bước đến cô ta thách thức chỉ có giỏi thì vào đây mà đánh tôi Nhưng mà Linh đã lầm Tôi nhanh chóng tác một cái thật mạnh vào chồng Chứ không phải là cô ta Sao chị dám làm thế với anh Tôi nhìn nó từ đầu đến chân nói Tại sao tôi không dám Tôi không có quyền đánh cô Nhưng tôi có thể làm thế với chồng tôi Không cần biết giữa hai người có gì với nhau hay không Nhưng việc anh ấy không biết tránh né Khi có cô gái khác tiếp cận mình Là anh đã sai Còn việc tôi có xứng với chồng mình hay không Thì bọn tôi tự biết Cô mới là loại không xứng Trẻ tranh mà đã học đòi làm tiểu tam không muốn to tiếng tại nơi làm việc. Mình kéo hai bạn ra khỏi đó và nói là sẽ nói chuyện với chồng sau. Tại nhà chồng liên tục giải thích nhưng mình chỉ khẳng định rằng mình tin anh lần này. Tuy nhiên hành động của anh cần dứt khoát hơn, cụ thể thế nào thì anh tự biết. Sau đó theo nguồn tin từ hai gián điệp là đồng nghiệp mình tại bệnh viện, chồng mình nhất định đổi người hướng dẫn và không đồng ý làm chung bất kỳ ca nào với Linh nữa. Linh thì không chịu nên ầm ỉ ở trong bệnh viện. Cuối cùng chồng mình đuổi thẳng Linh không lâu sau đó thì cô ta cũng chuyển đi thực tập tại bệnh viện khác. Sau vụ này thì chồng mình ngoan hẳn, anh để ý đến vợ con hơn, biết giữ khoảng cách với mấy vệ tinh hay liếc mắt đưa tình với anh. Bởi vậy mới nói, quan trọng là chồng mình có tử tế chung thủy hay không, chứ nếu chồng đó có tư tưởng ngoại tình thì chị em có giữ đàn trời cũng không được. Quay đầu là bờ, đang tính làm người xấu thì nhận được tín hiệu cảnh báo từ vũ trụ, nên em đã có một cú quay xe khét lẹt. Em là mẹ đơn thân, con gái em 5 tuổi và em đang có ý định tìm cho mình một người bạn đời. Chưa cô đơn bao năm nay con tim em héo mòn quá rồi. Nói là có ý định thôi, chứ chưa biết tìm ở đâu vì công việc bận trộn. Con cái thường xuyên ốm đâu, thời gian ngủ còn chả có nữa là đi hẹn hò. Vừa làm vừa chăm con, nhan sắc em phai tàn trông đã chán. Thì ai người ta thèm để ý, đúng đợt này con em lại đi viện. Viêm phổi thế mà nằm viện tròn 10 ngày, Trộm vía trong cây rủi lại có cái mây. Ở đây em gặp được Khánh, chồng chị Vân, con cũng bị phế quản giống con em và nằm giường ngay bên cạnh. Anh Khánh trắng trẻo thư sinh lại khéo mồm khéo miệng, đúng gu của em. Anh ở viện chăm con cả ngày, còn vợ anh đi làm tối mới về thay ca. Anh tốt bụng lắm, biết em có một mình nên thường xuyên mua đồ và trông con giúp em. Trưa nào hai anh em cũng ăn cơm với nhau, chúng em còn trao đổi số điện thoại cho tiện lên thực đơn ăn chung hôm sau nữa cơ. Vui lắm, em và anh hợp gu chuyện nên nói cả ngày không chán. Anh hay cười và còn khéo chăm con, dù vợ đi cả ngày cũng không có nửa câu phàn nàn. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng em đang tìm kiếm. Thi thoảng có những lúc anh nhìn em bằng ánh mắt rất triều mến, cứ như là người yêu chứ chẳng phải người lạ. Tranh thủ lúc con ngủ chúng em thường tìm phim xem cùng nhau, dựa vào vai nhau, em cảm thấy như đây chính là tình yêu đích thực của đời mình. Em thức đêm mỏi mệt, anh hay bóp vai đấm lưng cho em để giải tỏa stress công nhận anh giỏi thật, massage đến đâu tê đến đó, tiếp xúc với anh có mấy ngày mà em đã nhớ mong, chỉ ước trời sáng thật mau để anh vào viện chăm con thay vợ, rồi chúng em lại được ở cạnh nhau. Biết làm tiểu tam là không tốt, nhưng đôi khi mình cũng cần sống cho bản thân mình chứ. Chị Vân vợ Khánh là người nhẹ nhàng, thân thiện, em cũng rất mến chị. Thi thoảng em quên mua sữa cho con, hỏi vay chị thì chị cho luôn, chứ không ghi nợ. Nằm với nhau đến đêm thứ 8 cũng khá quen nhau rồi, nên em thỏ thẻ. Chị ơi, chị may mắn thật đấy, Cưới được anh chồng vừa khéo léo lại biết việc là niềm mơ ước của bao người đó chị. Chị Vân cười khẩy, ôi ở trong chăn mới biết chăn có trận, bên ngoài thỏ thẻ thơm tho, bên trong thối nát hoang sơ lụi tàn. Chị giờ sống vì tình nghĩa con cái thôi, chứ nói đến từ yêu là chị thấy chán ứ ứ họng ở đây nè. Em ngạc nhiên lắm, hỏi lý do vì sao chị nói thế, thì chị bắt đầu vẽ mặt âu sầu và vắt tay lên trán hồi tưởng. Chị với Khánh là bạn học cùng lớp cấp 3, yêu nhau 5 năm thì cưới, Khánh là con một nên mẹ chiều phá của mẹ chị không biết bao nhiêu tỷ rồi. Hồi chị cưới tiền cưới anh cầm hết tiêu sạch không dư cho chị một đồng. Thấy bạn có xe gì là đòi vợ mua xe đó. Tháng trước chả hiểu nợ nần gì. Vay chị 500 triệu xong tuyết luôn. Không kể còn gái gú bộ bịch bên ngoài. Không bao giờ cho vợ sờ vô điện thoại. Đầu tư cái gì thua lỗ cái đó. Giờ vô công trỗi nghề nên chị cho ở nhà trong con. Bớt đi gây sự em ạ. À. Nghe chị vợ kể xong, Em đúng vải nhái Vợ con còn đối xử tệ thế thì mình trông mong gì Thấy anh ta khoe Đang đầu tư đủ thứ Em còn ngỡ vớ được miếng mồi ngon Ai dè bất tài còn bốc phét Tinh hoa hội tụ phụ nữ rất chê Sáng qua còn hẹn em hai hôm nữa ra viện Qua chở em đi nhậu Tin hấp bà hay gì Cái thứ đàn ông trăng hoa phản bội Gặp chàng như chuyện cổ tích cứ ngỡ là hoàng tử Ai ngờ là sói Thôi xin phép được bài. Sáng hôm sau chị Vân đi làm Anh Khanh lại tất tuổi cơm nước đem vào viện cho em Nấu toàn món em thích Nhưng em giữ khoảng cách luôn Thứ đàn ông như chú Chị đây không có mê Khánh thắc mắc sau nay em xa cách thế Thì em chỉ nói em mệt rồi né luôn May sao con em ra viện trước con Khánh Ngày dọn đồ đi em còn cầu trời cho bản thân không bao giờ gặp lại Khánh Ấy thế mà duyên nợ lòng vòng Nay đi siêu thị em lại gặp chị Vân và Khánh Đi sau em thấy Vân lấy điện thoại Khánh bấm nghe nháy Khánh còn bảo vừa chuyển cho Vân 200 triệu tư vặt vậy chuyện ăn bám nói không cho động vào điện thoại là sao có khi nào chị vân tâm cơ đã nhận ra điều gì khác lạ với chúng em rồi bịa chuyện chia rẽ tình cảm không đúng là khôn ừ, ba năm dạy một giờ tiếc đứt ruột anh khánh à anh khánh ơi đúng là phải ra trường rồi mới biết cuộc sống không hề đẹp như mơ vì trong đó luôn lẫn lộn những thành phần đứng trong bãi rác cũng cảm thấy không xứng. Chào mọi người, mình là Ngọc, 22 tuổi. Mình vừa ra trường thì xin được vào làm truyền thông cho một công ty nội thất. Mọi người nghe trong công ty đều rất tốt, trừ xếp mình. Tốt quá đà khiến mình có phần e dè. Ông ta tên là Quân, từ lúc tiếp xúc ngày nào chú Quân cũng lượn qua bàn mình vài vòng Gọi là chú chứ tuổi của ổng khéo đẻ ra bố mình được ấy Vậy mà ổng lúc nào cũng nói Kỳ Ngọc, xem lạnh lùng với anh thế Làm anh vui, anh sẵn sàng nâng đỡ em trong công việc mà nhiều lần bị mình im lặng từ chối, quân lại đổi đối tượng sang một con bé mới chuyển về chi nhánh. Không như mình, mai hưởng ứng sự tán tỉnh của lão dê già đó lắm, lúc nào cũng anh anh em em ngọt xớt à, nhìn chỉ muốn trùng mình, nằm ngửa cho quân sơi rồi, nên những cái đãi ngộ mai được hưởng đủ, được xếp bảo kê, lúc nào mai cũng vên váo với tất cả mọi người trong công ty, từ chị quản lý đến bác lao công, ai ai cũng bị nó bắt nạt ít nhất một lần, sống ác thì nghiệp quật sớm lắm vài hôm sau trong khi nó đang tung tăng ra ngoài cửa thì a lê hấp một chị gái tóc búi cao tay xỏ mũ bảo hiểm mắt đeo kính trăm mặt đeo khẩu trang túm lấy tóc một tay chị cầm kéo đi từng đường trên mái tóc tẩy vàng khè đặc trưng của mấy con pho huyền chị vừa cắt tóc xé váy chị vừa chửi con tranh con nói dối không quen chồng tao còn không chớp mắt cái nào giờ mà ở vườn nhà tao phải nhét cho cái tổ ông vào mồm mày cho ông thợ ông chúa trên đốt xưng con mở nó cái mồm chuyên câu dẫn đàn ông của mày đi chà chị chửi mượt như hát nghe đâu thì chị gái là vợ của một ông khác nó cặp chứ không phải là vợ xếp chị nhiều lần điều tra nhưng không có bằng chứng nó cũng không chịu nhận nên giờ chị mới bắt được quả tang thì lùng tới xử vì ở trước sảnh công ty nên bằng mọi sức bình sinh may vùng lên chạy trốn vào nhà vệ sinh mới thoát được Đúng lúc đấy sếp cũng vừa nhìn thấy cảnh tượng Ôi rồi mọi người ơi Không thể tả được cái bản mặt sếp quân Khi biết bản thân chỉ là một trong bộ sưu tập dày trong cối của Mai đâu Ấy vậy mà Mai vẫn mặc dày Hôm sau vẫn đi làm bình thường như chưa hề bị ướp sọt Vài hôm sau vợ sếp lù lù tới Quá là trùm cuối Chất như nước cất Chỉ có vung đôi bàn tay vuốt lên đôi gò má ửng hồng của Mai Mỗi bên hai cái Mặt nó biến thành trái cà chua chín Chỉ vừa đánh vừa chửi Cái con đổn lì này Mày ngủ với chồng bà, tao xẻo luôn háng mày ra. Mày có tin tao cho người đến buộc mày rồi treo lên làm món trà xanh gác bếp không? Ôi giờ ơi thánh thần ơi, cử ngay thiên lôi xuống đây dùng 36 trưởng xét. Xét xuống con yêu nghiệt này hiện nguyên hình đi. Ông Quân hôm bữa đã tưởng mình là chạy chung cối, ấy vậy mà vẫn định lao ra cản vợ cái này quá là bình thường phải không? Chưa, tiếp theo mới sốc nè, nghe tiếng hét của Mai từ đâu đó Long, con của sếp quân chạy tới, Long đang thực tập ở công ty bên cạnh, thế nào lại biết Mai bị đánh ghen ở đây mà lại không biết Mai cặp với quân, Long chưa xem xét kỹ tình hình, thấy mẹ đánh gái ngoan xin yêu của cha, thì phải lao vào can, mẹ ơi sao mẹ lại đánh người yêu con vậy, mẹ bình tĩnh lại đi, ôi chà. Mặt vợ chồng xếp quân ngắn tuổi lại Ông quân kia đã là cái chạy chung vô cối với cái chạy khác Giờ lại còn biết là chạy bố chạy con chung một cối thật không biết diễn tả ra bằng lời sao vợ xếp mặt tím lại tí thì ngất thằng long biết bản thân bị gái gài quay sang vả mai mà chẳng nể bản thân đánh con gái giờ thì dở rồi củ khoai là mù con mắt vì hào đổ bát canh chua đây mà mai bị đánh đến vậy ấy vậy mà vẫn tin như không nó cười nhạt nói quân ông còn nhớ cô gái tinh hoa và cái bầu ba tháng bị ông bỏ mặt vào hơn hai mươi năm trước không ông quân tái mặt lại và nói gì cơ tôi bảo cô ta bỏ đứa bé đó rồi mà Chẳng lẽ cô là đứa bé đó? Hoa nhếch mép cười, nghĩ gì vậy? Tôi không có ý tưởng đồi bại như ông đâu. Tôi là con nuôi của mẹ Hoa. Ông ép mẹ tôi bỏ kết tinh của hai người để cho chị em của tôi không được sống làm người. Khiến mẹ tôi sống khổ sở suốt bao nhiêu năm. Giờ không phải là lúc ông phải nhận quả báo sao? Nói xong nó lết thết dọn đồ đi giữa bao ánh nhìn xì xào của mọi người. Con gái ruột để trả thù bố cho mẹ mà cái giá gì cũng làm. Kể cả ngủ với bố và anh trai ruột Thật sự cái kết này là mình quá mở mang tầm mắt, trên đời cái éo gì cũng có thể xảy ra. Các bạn đã bao giờ gặp trường hợp như mình chưa? Thật sự thì không biết nói sao, núi cao còn có núi cao hơn, thời nay phải giàu mới được lựa chọn, buồn ghê gớm ấy. Chuyện là đợt kỷ niệm 3 năm yêu nhau của mình và em Ngọc, nhưng mà ngày đó em người yêu bận về quê nên chuyển ngày tổ chức sang hôm sau. Dù biết là như thế, mình vẫn muốn làm em Ngọc bất ngờ vào đúng ngày. Mình thành tâm phóng con xe máy của mình hơn trăm cây số về nhà em để tặng quà cho em. Trong đó có một chiếc váy tầm ba củ khoai với bó hoa đồng tiền chính tay mình kết cho em. Đến nơi mình đứng ở cổng gọi điện cho em thì em bảo là em không có nhà mình cũng ngoan ngoãn ngồi đợi em cho đến khi em về vừa ngồi êm đít làm vài ly trà đá với mấy anh trai làng thì được biết là em ngọc ở quê đắt khách lắm ai cũng mai mối muốn em làm con dâu mình nghe thì cũng có chút ghen đó nhưng mà cũng phải thôi vì em người yêu mình xinh xắn đáng yêu vậy mà không mê mới lạ mình được đà tán phế khỏi chuyện là đi từ xa đến đấy để được ngỏ ý làm quen em ngọc chưa kịp nói xong thì anh trai chỉ về phía nhà em người yêu đó Vừa nói xong thì có người đến kìa. Mình nghe thì cũng nhìn theo và thấy con. cs 5 mới tin đậu trước cổng nhà. Một thanh niên bước ra từ xe và mở cửa đối diện. Bé Ngọc bước ra như một vị thần gọi gió. Mình sững sờ vãi trưởng. Ô, người yêu mình sao lại từ đó đi ra? Lúc này em Ngọc gọi điện bảo mình là có nhà rồi. Anh định ship gì thì ship đi. Mình nhanh nhẩu phi ra tặng em quà và hỏi em ti tỉ câu hỏi. Người vừa đưa em đón em là ai đấy? Anh nghe nói ở quê em có nhiều mối lắm. Sao em lại giấu anh xem không công khai anh là người yêu của em Vân vân và mây mây câu hỏi Cứ thế chúng mình đã cãi nhau Mình hỏi đó là ai Người yêu mình không nói chỉ im lặng Mình có nói thêm hai ba câu là nếu không yêu thì nói Hay có vấn đề gì phải nói thẳng Thế mà bé Ngọc vẫn chọn im lặng Rồi còn bảo thôi anh về đi Em không có gì để nói lúc này hết Anh cho em thời gian suy nghĩ đã Mình cay lắm nhưng mệt Nên có thuê nhà nghỉ bình dân nghỉ vài tiếng Rồi mới phi xe máy về thành phố Càng nghỉ càng cay Thật sự luôn ấy mình muốn tạo em sự lãng mạn, ai ngờ ngồi nhìn em lãng mạn trên con CX5 như vậy đâu. Hôm sau mình nhắn tin thì em bảo là chia tay vì em yêu người khác rồi. Ủa? Mình tốt đến như thế mà em còn bỏ mình được hay sao? Mình cay quá không chấp nhận. Một tuần sau mình lấy con Maybach của mình phi xuống nhà em một lần nữa, gọi em ra. Thì thấy con CX5 lại ở đấy. Mình gọi em ra nói rõ từng chút một, thì em Ngọc bảo Anh muốn gì nữa đây? Em chia tay là tốt cho anh mà anh còn muốn đổ vỏ à? Lúc này mình ở ớ người, đổ vỏ là em ấy có bầu hả? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Maybach lúc này cũng chẳng có nghĩa lý gì với em ấy nữa rồi. Mình lắp bắp hỏi lại. Em có bầu á? Em có bao giờ vậy? Em làm thế là cấm sừng anh rồi đúng không? Bé Ngọc nhìn mình thản nhiên. Em xin lỗi, nhưng mà em cấm sừng anh. Mỗi lần về quê em đều đi chơi với anh ấy không may có một lần lỡ dở. Thành ra có bầu. Em không muốn làm anh khó xử. Nên mình chia tay là đúng rồi. Anh đừng có tìm em nữa, em mệt quá Mình chấm dứt chuyện này với em luôn Không muốn nói gì nữa, chim cút ngay Vài tháng sau thì thấy em đang ảnh cưới Không phải vì em tốt cho mình Mà thật ra con Maybach là tất cả với mình Còn cx năm của em chở hai ngôi nhà, ba mảnh đất Và xính lễ 10 cây vàng mọi người ạ à. Như thế thì bảo sao em người yêu chẳng cấm sừng mình vội Thôi thì đường tình anh thua Đường tiền tài để có em Anh cũng xin thua nốt Anh đi kiếm cô gái nào thích Maybach của anh vậy Mẹ cấm sừng mình mà lấy chồng giàu như vậy Méo muốn em hạnh phúc tí nào Chúc hai người bên nhau ngày nào cãi nhau ngày đấy Bực thế Con bé, bé của mình á cũng chở một ngôi nhà chứ bộ Chỉ là em chưa biết thôi Lâu nay em theo dõi Pay Thì có kha khá bài của các chị gái bị chồng phản bội mất niềm tin vào cuộc sống. Ôi các chị ơi, ông trời có mắt cả đấy. Cứ từ từ rồi kẻ bội bạc cũng nhận được cái giá xứng đáng cả thôi. Như câu chuyện của ông anh trai mà chính em cũng là người chứng kiến đây. Anh trai em tên là Tuấn, một ông anh trai nhà người ta chính hiệu luôn. Bố mất từ khi anh em em học cấp 3. Anh thay bố trở thành trụ cột chống đỡ gia đình, duy trì sự nghiệp kinh doanh sắc phụng của bố. Ở tuổi 23, em có thể tự hào rằng anh trai em là người chồng mà mọi cô gái mơ ước, đủ cả tử tế, tinh tế, kinh tế và thực tế luôn. Có nhà, có xe, không rượu bia nhậu nhẹt, không chơi bời hư hỏng. Ngày lễ nào cũng không quên hoa và quà của em với mẹ. Chưa kể, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nấu ăn cứ gọi là đỉnh của đỉnh. Đấy, vậy mà vẫn bị cấm cho quả sừng dài hơn cả người đó. Vâng, và người trao cho ông anh trai của em không may khác chính là mối tình đầu Kim Thanh Mai Trúc Mã thời thơ ấu. Chị Linh này được á, cái xinh với trắng. Em thì em không ưa bà chị này từ xưa. Vì cái tính cứ lả lướt kiểu éo gì. Hồi em lớp 3 thì bố mẹ vào Nam lập nghiệp bằng việc đi buôn sắc vụn. Chị ta cứ trêu rồi bảo em sau này cũng đi bán đồng nát như bố mẹ. Thế nên em ghét phải trưởng ra. Chưa kể rõ ràng được xuất phát là con nhà nông, nhưng bà Linh sợ nóng, sợ mùi bùn, sợ ếch, nói chung là sợ đủ thứ trên đời. Vậy nên ngày xưa em hay giấu dép với cả nhét sâu vào giỏ xe đạp, rồi nhìn chị ta la làng khóc dãy ra. Ghét cái nữa là mỗi lần em làm thế anh trai lại bên và mắng em, vì chị ta là nàng thơ của ảnh mà. Em thề là em sẽ không bao giờ sống chung một nhà với chị ta. May mà cuối cùng, điều đấy cũng không xảy ra. Năm em cuối lớp 10, anh Tuấn lớp 12, bố mất, sau khi làm đám tang cho bố xong, mẹ phải quay vào Đồng Nai để tiếp tục thay bố giải quyết việc kinh doanh, thấy mẹ mệt mỏi quá, anh Tuấn học xong liền vào trong đấy để phụ giúp, có mỗi mình em ngoài này vì còn phải chăm sóc bà nội. Anh Tuấn và bà Linh lúc này đã là người yêu rồi. Ông anh em dặn dò người yêu ở nhà học tốt, có gì anh vào đấy làm mấy tháng rồi quay ra. Ai về công việc bận rộn một năm anh chỉ về được đôi lần. Một năm sau thì chị Linh tốt nghiệp cấp 3. Chị ta không định thi đại học vì nhà nghèo mà. Anh trai em liền bảo để anh nuôi. Cũng không bắt hứa hẹn là sau này phải cưới anh. Em biết chuyện thì phản đối. Cảnh báo ông anh ngây thơ của em là chị Linh này không có ngoan hiền như anh thấy đâu yêu xa lại còn dễ tính như anh nó có ngày sừng cả núi chứ đừng có nói là một cặp anh không nghe em đâu mọi người nói em xem phim ít thôi nhưng mắt nhìn của em đã bao giờ sai đâu mà chị linh học đại học đến năm hai thì theo chồng lên xe hoa để lại ông anh trai em cùng trái tim tan nát mà thà rằng gã chồng của bà này đẹp trai giàu có gì cho cam cũng chỉ là thằng cu lái xe cho nhà xe chạy tuyến từ quê vào đồng nai sau đó mấy tháng thì bà lên sinh con gia đình ba người nhìn qua thì cũng rất hạnh phúc còn anh trai em vẫn đâu đấu chuyện cũ suốt hai năm trời cho đến tận đầu năm ngoái anh tuấn có người yêu mới chị my không xinh ẻo như bà linh kia nhưng mà kiểu chín chắn mà hiền lành cực kỳ luôn ấy mẹ em ưng quá rồi dục anh tuấn cưới vội thế là cuối năm ngoái chị my về làm dâu nhà em mà cái trùng hợp ở đây là lão chồng bà linh á, là lái xe cho nhà chị my thế là khi bố giao quyền điều hành cho chị my em kể với chị chuyện này chị sa thải thằng cha kia trong phút mốt không cần lý do lão kia chắc cũng rõ nguyên nhân nếu không làm to chuyện vì còn đang bận lo chuyện gia đình cơ mọi người biết vì sao lúc đó bà linh đột ngột lấy chồng không để tìm cái vỏ ốc chứ sao nhưng mà từ lúc phát hiện đứa con kia không phải của mình thằng cha này hay chửi bới bà linh lắm thấy mấy đứa ở quê bảo ông này khinh bà linh ra mặt có rượu vào nữa là mắng như tát nước đúng là quả báo nhãn tiền nhớ lúc anh trai em lao vào đám cưới hỏi bà linh thằng kia có gì hơn anh thằng này còn tự tin bảo anh tuấn cộng 18 cm nữa mới xách dép được cho gã. Giờ thì hay rồi, gã nuôi con tu hú 2 năm nay và cuối cùng không chịu được nữa, bà Linh đành muối mặt bế con về nhà ngoại thôi. Nghe bảo còn không biết bố thằng bé là ai cơ mà, cũng gớm thật chứ. Đấy, vậy nên mấy chị đừng có lo, cứ sống tử tế rồi cuối cùng sẽ có hậu, còn mấy cái thể loại tay bạch tuột như bà Linh ấy, sẽ có không bao giờ mà có được hạnh phúc đâu. Em đọc trên pay có nhiều bài bạn bị bạn thân cướp người yêu Mới biết đời có lắm đứa hãm loạn gắn mắt bạn thân vậy Mở miệng toàn đạo lý Nhưng sau lưng nó dở thủ đoạn để hấp bồ mình Điển hình như con bạn thân của em đây Xin chào mọi người, em là Ngọc, 22 tuổi Em làm bên chăm sóc khách hàng Em có con bạn thân tên là Mai Em với nó chơi với nhau từ hồi năm nhất đại học Xong thuê chung trọ nên thân nhau từ đó Nó có gì khó khăn là em cũng giúp đỡ con Mai thì nhìn xinh xắn trắng trẻo Thêm cái là nó rất chăm chút vẻ bề ngoài Nên cũng năm ba mối tình bắt vai rồi Kinh nghiệm tình trường phong phú Nên em hay hỏi nó vài chiêu để kiếm bồ Xong đến cuối năm ba em cũng có người yêu Người yêu em tên là Minh hơn em 3 tuổi Ông làm bên sale Em quen ổng trong một lần đi cà phê em ngồi nhầm bàn mà ổng hay ngồi nên là ổng bảo chắc có duyên rồi làm quen tán tỉnh nhau nói chuyện gần tháng thì tụi em chính thức thành người yêu ổng nice lắm với lại cũng đi làm rồi nên còn bảo là sẽ nuôi em cơ cho em tiền trọ tiền học phí các kiểu có người yêu perfect vậy thì em có khoe với con mai cũng giới thiệu với nó về anh minh ngoại trừ dịp first date thì hầu như là đi ăn đi chơi gì em cũng rủ nó theo vì lúc đó nó đang thất tình bỏ nó ở nhà bơ vơ thì tội nghiệp Thế éo nào mình tốt với nó vậy đó Mà nó lại ngấm ngầm cướp bộ em Mà cướp tinh vi lắm Nó cứ to nhỏ bảo em là đàn ông bây giờ lăng nhăng lắm bla bla các kiểu Rồi cứ hay bảo em là đề phòng anh Minh Còn đánh tâm lý em bảo là Anh Minh của mày hay nhìn tao lạ lắm Không chừng ở tao gã phát là dính luôn Mày cẩn thận lão đấy Nhìn như tráp bôi ấy Lúc đó em không tin đâu Vì anh Minh tốt với em lắm Xong tự dưng chưa đầy một tháng sau thì ổng nhắn tin đòi chia tay em vì lý do không hợp. Em ngơ ngác chả hiểu gì luôn Vừa mới nguôi ngoai sau hai tháng chia tay Thì em lại bất ngờ lướt vỡ bò Thấy ông Minh úp ảnh con Mai Với mấy cái cáp mùi mẫn Mẹ tối đó em về hỏi con Mai Thì nó bảo là ông tán tỉnh tao đấy Chứ không phải tại tao đâu nha Tao cảnh báo mày rồi mà Lão đấy có ý với tao tao cũng chịu Nghe nó giải thích em thấy cũng đáng tin Vì trước đó nó có cảnh báo em thật Chắc do mình đen nên va phải thằng trap boy cho đến vài tháng sau em tình cờ gặp lại ông Minh ở quán cà phê cũ. Ông đấy thấy em cũng lại chào hỏi người quen cũ. Vì trước em với ổng chia tay cũng chả có xích mích gì cả. Chỉ bảo không yêu được thì làm bạn thôi. Mà tưởng như nào, ông lân la hỏi thăm rồi bảo em về nói với con Mai trả ông năm cũ. Mai nó cứ trốn còn hẹn ổng mãi nên là ổng bực lắm con bảo nó đào mỏ này kia ô thế không phải yêu đương thấm thiết lắm mà em hỏi ra thì ổng mới kể là lúc trước chia tay em là do con mai bảo với ổng em hay đi overnight với bạn bao nhiêu tiền ổng cho em em đều đi đem đi chơi bời học hành thì không lo suốt ngày đi ba đi bủng còn gửi ảnh cho ổng xem cơ nên ổng tin lời nó chia tay em mà mọi người biết không lúc đấy em đang đi làm part time chỗ ba của ông anh họ giới thiệu là đi làm phục vụ đấy chứ không phải là đi bay đâu thế mà nó bóp méo sự thật bảo vậy Xong nó còn tự tân bốc bản thân lên Nên ông Minh mới quay qua cưa nó Nó bảo là ổng mấy tháng trời được chán Bỏ ổng Má kinh thật Đến tận bây giờ em mới biết Mà chưa hết đâu Sau khi em biết sự thật này thì không bao lâu Thì nó lại cấm thêm một cái sừng lên đầu em nữa Em với người yêu mới vừa yêu được hai tháng thôi Tình cảm cũng tốt lắm Được cái người yêu mới của em đẹp trai lắm Nhìn thiêu xinh ngon nghẻ nữa Em với nó ở chung trọ mà Nên là người yêu em qua thăm thì nó cũng gặp Rồi hay bắt chuyện trêu ổng kiểu cố tình trêu để tạo ấn tượng á xong không biết chúng nó đang gian díu với nhau từ bao giờ xong đến tuần trước em có dùng aclon để đi hóng drama trong mấy cái group kín thì tình cờ phát hiện bài đăng của con mai trong một cái nhóm nó hỏi cách để cướp người yêu bản thân mà không bị mất tình bạn mà nó kể chi tiết lắm, bảo là người yêu của bạn thân cũng bật đèn xanh, hai đứa nó đã ABC với nhau vài lần rồi. Nó mê quá không dứt được, nhưng bạn thân hay giúp đỡ nó lúc khó khăn nên nó không muốn để lộ, chỉ muốn cướp ngầm thôi. Mong mọi người cho nó lời khuyên, nghe hãm không? Em thề với mọi người là nó quen một lúc phải nhiều thằng cơ, lại biết cách chiều đàn ông nữa, nên chắc thằng người yêu húp nó cũng mẹ nó rồi. Đã hỏi cách thì tao giúp mày chốt đơn luôn. Chả là em biết con Mai hay đem theo hộp thuốc phòng sau khi ABC á, nó bảo yêu đương phải có cái này phòng thân, chứ dính bầu lại khổ. Em thấy chuyện này cũng bình thường nên kệ nó thôi, xong đợt này em lén đổ hết thuốc trong lọ đi, thay vào một đống thuốc bổ cho nó, xem giờ thằng nào may mắn chút đơn được mày. Thế mà tầm 2 tháng sau nó báo của nó là nó có bầu thật, lúc này nó còn về khóc lóc bảo với em là của thằng người yêu em cơ, Bảo là người yêu gã nó các kiểu Giờ nó có bầu rồi hỏi em tha thứ Rồi nhường người yêu cho nó được không Được luôn bạn ơi Lúc này em mới cho nó xem cái cáp màn hình bài đăng Đòi cướp người yêu của nó Mặt nó đúng sượng luôn Nhưng mà chưa đâu Em còn gửi một số hình ảnh nó đi chơi Đi khách sạn với mấy anh trai khác Cho thằng người yêu của em xem Giờ chúng nó đang khơm bát nhau Vì không biết đứa nhỏ trong bụng là của ai Nên thằng người yêu em éo chịu trách nhiệm Còn chửi con Mai thậm tệ Nghe mà hả hê vậy. Em chỉ việc đóng vai nạn nhân khóc lóc kể khổ rồi post chúng nó lên Facebook cho cả nhà nhà đều biết để né. Mà giờ em cũng chuyển trọ rồi nên không biết thằng người yêu em đã chịu nhận con chưa. Đấy, mình tốt bụng vải. Bạn hỏi cách cướp người yêu thì mình giúp bạn chốt đơn luôn. Khuyến mãi thêm đứa con nữa, còn gì bằng. Sự vô tâm và thiếu trách nhiệm của người chồng là nguyên nhân chính hủy diệt đi hạnh phúc của một cuộc hôn nhân. Nhưng giá mà tôi nhận thức sớm hơn vì điều đó, thì giờ đây tôi đã không ngồi đây để nói lên hai từ hối tiếc. Tôi năm nay hơn 30 rồi, đã từng gian dở một đời vợ, mà nguyên nhân chính xuất phát từ phía tôi và gia đình. Thì vợ tôi là một cô giáo mầm non, em kiểu người thước tha nhỏ nhắn, cô giáo mà, cho nên lúc nào cũng giữ vai trò chính là người vợ ngoan vào cô con dâu hiền. Nhưng mà từ lúc lấy nhau về Em phải chịu biết bao nhiêu là thiệt thòi Tôi khi này em mất việc Em cũng gian rộng cánh tay ra che chở Nuôi cả nhà tôi với động lương ít ỏi của mình thế nhưng mà em luôn chu toàn từng miếng ăn trong nhà nha mà tôi thì lại vô cùng hời hợt hờ. tôi không nghĩ đến gánh nặng mà em đang mang lên người mà cứ suốt ngày va vào nghiện game rồi nhậu nhẹt này nọ còn phía cha mẹ tôi thì ra sức thúc ép em có thai vì họ có lý do riêng là lấy chồng về thì phải sinh con đẻ cái lo lắng cho gia đình chồng thế mới gọi là công dung ngôn hạnh rồi em cũng cố gắng có con, cũng nghe theo lời mẹ tôi, uống nhiều loại thuốc của mấy ông thầy lang băm, nhưng mà mãi chưa thấy có dấu hiệu xuất hiện. Mẹ tôi khi này chê trách đủ thứ. Nào là suối quẩy, vừa lấy về đã khiến tôi mất việc, nào là cản tài chồng, rồi vô phúc có mỗi chuyện đẻ đái của không có xong, áp lực lại càng đè nặng lên vai em, lên cả tâm trí đầu óc khiến cho em càng trở nên trầm cảm nặng hôm nọ em đi làm về thấy nhà cửa bừa bãi cơm nước thì chưa ai nấu còn tôi thì mãi chơi em rồi hút thuốc phì phò ngay trong phòng em mới bảo chứ anh hút thuốc như thế này ảnh hưởng đến con lắm đấy anh tôi chẳng mảy may nhìn đến mặt vợ còn thái độ khinh khỉnh đáp chứ khi nào có bầu được đi rồi tính giờ mắt chưa gây hút thuốc lắm rồi chuyện này tính sao đi rồi em lại nhảy gì đó mà tôi cũng không nhớ nổi Chỉ nhớ được em khóc và đau khổ rất là nhiều Khuyên ngăn tôi đủ thứ Nhưng mà tất cả đều trong vô vọng Rồi một năm sau Khi mà chịu đựng đủ thứ mùi vị ở nhà chồng Kèm thêm vấn đề không có con Cho nên em càng bị gia đình tôi hằn học Mà tôi thì vẫn khư khư đổ lỗi Là do sức khỏe em có vấn đề Chứ nào phải tôi đâu Khi mà sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm Em không còn chống trả gì nổi nữa Em chọn cách trời đi trong đau khổ khi này tôi vẫn chưa biết hối hận đâu mọi người chỉ biết đổ mọi lỗi làm lên đầu em mà thôi rồi chúng tôi chia tay trong nước mắt mà. mà người khóc là em chứ tôi không có quan tâm lắm một thời gian sau khi mà em đã rời đi thì chẳng còn ai nuôi tôi nữa khi này tôi mới bắt đầu hoảng loạn rồi đi xin việc tôi cũng xin được một chân nhân viên kinh doanh ở công ty xây dựng ở chỗ này tôi may mắn gặp được người sếp tốt vừa lãnh đạo giỏi lại là, là người có tình nghĩa nữa chứ anh chỉ bảo tôi rất là nhiều trong công việc cả các cách cư xử giữa người với nhau cho nên với tôi lúc này thì anh cứ như là tượng đại sống mà tôi luôn muốn noi theo tôi làm việc với anh được hơn năm rất chăm chỉ và được việc hôm đó anh bảo là sinh nhật anh có mời tôi đến nhà dùng bữa đúng hẹn tôi hồ hởi đến nhà anh vừa mở cửa ra tôi thấy vợ cũ của mình đang lui cui trong bếp nhà sếp sếp mời tôi vô nhà nhẹ nhàng mời vợ lên bàn để mà giới thiệu với tôi Ờ, à, đây là bà xã của anh, người đứng sau mà giữ vai trò chính à, và vợ anh á, đang có baby, cùng chúc mừng cho anh nha. Tôi khi này chỉ biết hổ thẹn khi mà nhìn cách anh chăm chút cho vợ từng ly từng tí. Suốt bữa tiệc, sếp nói nhiều về cuộc sống hôn nhân viên mãn của mình lắm, cũng như là chỉ cho tôi cách cư xử đàng hoàng phải phép như thế nào để mà vợ chồng được dung hòa hạnh phúc như anh những điều anh nói làm tôi thấy vô cùng vô cùng là xấu hổ người mà hồi xưa từng yêu thương mình hết mực vậy mà mình chẳng biết quý trọng nay đã có một người khác thay mình che chở yêu thương đúng nghĩa đi mấy tôi về mà nghĩ về em về người chồng chó má là tôi đã đối xử tệ bạc khiến cho em mất đi hạnh phúc tuy nhiên giờ đây em đã gặp được người xứng đáng hơn tôi gấp trăm gấp ngàn lần để mà yêu thương em đó chính là cái giá mà tôi phải trả. Nó như cú tác thiệt là mạnh cho tôi thức tỉnh, nhưng mà cũng là kết quả mà em xứng đáng nhận được. Mọi người ơi, nhân câu chuyện này, tôi nhắn gửi đến các ông rằng á, khi mình vô tâm và làm tổn thương người mình yêu, chắc chắn sẽ có một người khác thay thế vào vị trí đó và mang lại hạnh phúc cho em. Thế cho nên, á, đừng bao giờ chủ quan rồi hời hợt với người yêu mình hết mực nha. Vì không sớm thì muộn, mình sẽ phải trả giá xứng đáng cho hành động của mình đấy. Mình với Lan Anh á, quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè Cô ấy xinh xắn lại hài hước Cho nên mới gặp mình đã mê tiết luôn Quyết tán cho bằng được Vậy mà mình và Lan Anh đã yêu nhau trọn 2 năm rồi đó mọi người Mình đã mua nhẫn để mà cầu hôn cô ấy Nhưng mà bây giờ mình lại hoang mang Không biết là có nên chọn cô ấy làm vợ hay không nữa Từ lúc xác định sẽ cưới Lan Anh làm vợ Bọn mình đã nhiều lần đi quá giới hạn với nhau phải nói nha, giữa cái khoản này á, mình và cô ấy siêu hợp nhau luôn. Mình thì biết rõ trong hôn nhân chuyện ấy rất là quan trọng cho nên cũng thường xuyên tham khảo các tư thế mới làm cho cô ấy mê đến cái mức á, nhiều lúc còn chủ động đòi hỏi mình luôn mà. Hôm đó mình làm việc xong sớm nên mua ít hải sản ghé nhà trọ của Lan Anh. Định bụng là cùng cô ấy nấu nướng, ăn tối rồi ăn nhau luôn. Khi mình đẩy cửa vào thì thấy Lan Anh đang ngủ gục trên bàn làm việc. Chỉ máy tính vẫn còn sáng trưng luôn. Mình vội đỡ cô ấy về giường rồi tắt máy tính đi. Nhưng mà mình nhìn vào màn hình máy tính thì không ngờ được luôn. Em ấy là một họa sĩ Tại sao không để phần mềm vẽ mà lại để màn hình chat ta Chẳng hiểu lúc ấy ma xui quỷ khí làm sao á Mình không tắt máy tính ngay mọi người Vội vàng ngồi vào bàn làm việc Lướt xem những dòng tin nhắn trên màn hình Nội dung thông tin là mình choáng váng, Vội kéo lướt lên phía trên đọc tiếp Cuối cùng mình hiểu được sự việc là Anh kể lễ với con bạn thân của cô ấy Vì chuyện tình cảm vậy nè Mày biết không, khoảng tuần trước á, tao đi quẩy ba mừng nhận được dự án mới mày, vui quá tao uống quá chén, hôm đó thằng Tuấn nhận nhiệm vụ đưa tao về, nhưng mà nó chở tao về khách sạn mày ơi, đáng lẽ lúc đó tao nên tỉnh táo chạy về, thế éo nào lúc đó tao lại thèm thử chuối của thằng Tuấn, cho nên cũng ôm đến nó luôn, mà chán lắm mày ơi, nó quá yếu, không làm ăn được gì á, nhìn trái chuối bé tí gục đầu của nó mà tao bực bội á, mặc đồ, bắt taxi về vội luôn. Đấy, sau một loạt những tin nhắn nhạy cảm của con bạn thân, Lan Anh lại nói chứ, Giờ tao nghĩ kỹ rồi, chẳng có thằng nào khỏe mạnh, chuối to, làm chuyện đó tốt như anh người yêu của tao á, chắc tao phải gài cái bầu để mà năm nay cưới luôn quá à. Đấy, nhìn những dòng chữ trên màn hình, mình không biết nên vui hay là nên buồn nữa. Rõ ràng là Lan Anh đang khen mình, nhưng mà cũng rất rõ ràng là cô ấy đã phản bội mình qua đêm với thằng khác. Đang hoang mang, chưa biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Lan Anh đột nhiên tỉnh dậy, thấy mình đọc tin nhắn rồi nên cô ấy cũng e hẹm tiếng rồi nói. Em cũng định nói với anh chuyện này, nhưng mà anh biết trước rồi thì em cũng nói rõ luôn. Hôm đó em với anh Tuấn chỉ mới tiếp xúc bên ngoài, còn chưa làm ăn được gì, như vậy là em chưa phản bội, anh thấy có đúng không? Cái lý lẽ kiểu này thực sự là ngửi được nha quý vị, mình chỉ nhẹ nhàng hỏi lại cô ấy chứ. Tại sao? Tình cảm của chúng ta vẫn đang tốt đẹp mà, tại sao lại làm vậy? Lan Anh cười rất to rồi nói chứ. Trời, trời anh ơi, chúng ta còn chưa kết hôn mà. Giây phút ấy mình nổi cáo, mắng Lan Anh là đầu chỉ để mọc tóc rồi bỏ về. Mình cảm thấy khá nhục nhã khi có người yêu như vậy á, Mới hôm qua, Lan Anh thông báo cho mình một tin động trời. Cô ấy đã mang thai. Mình biết chuyện cô ấy với người yêu tinh Tuấn kia chỉ là chuyện qua đường. Và thực sự, hai người chưa xảy ra chuyện đó. Nhưng mà mình hoang mang, không biết là ngoài Tuấn ra, cô ấy còn chăn cái chuối nào nữa hay không. Giờ mình nên làm gì với cô ấy và đứa bé trong bụng đây hả mọi người? Hời ơi, ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa. Hóa ra bấy lâu nay mày hút người yêu tao hả Huy? Đó, đó là câu hỏi trong đầu em hiện ra khi mà nghe thằng bạn thân khai ra chuyện giường chiếu của nó trong lúc say. Phải nói là sốc tận ốc luôn. Chào mọi người nha, em tên Khánh, 24 tuổi, đang làm IT. Em có thằng bạn chung trọ tên là Huy. Tụi em làm chung công ty với lại là cũng ở chung trọ với nhau gần 2 năm rồi. Thằng Huy tốt tính nha, lại có cùng sở thích với em. Cho nên trên công ty lại hay hỗ trợ lẫn nhau nữa, tụi em thân lắm luôn. Anh em cũng hay chia sẻ tâm sự về gia đình cho nhau nghe. Em thì có người yêu trước khi mà quen thằng Huy lâu rồi Người yêu em tên là Nhung, tụi em yêu nhau từ hồi đại học cơ Tính đến nay thì cũng đã ngót nghét 4 năm Dự định công việc ổn định là sẽ cưới Từ lúc chuyển trọ chung với thằng Huy thì em cũng giới thiệu Nhung cho nó biết luôn Tụi em còn nhiều lần đi ăn, đi chơi chung với nhau nữa mà Thằng Huy thì cư xử với người yêu của em có chừng mực, khách sáo Cho nên em cũng yên tâm Rồi cho đến tuần trước Nhung đi du lịch với công ty còn em thì không có về quê cho nên có rủ thằng huy nhậu có hai thằng mà nên mua ít bia ít mồi về phòng nhâm nhi cuối tuần chơi tử lượng của thằng huy thì không bằng em cho nên tầm năm lon là nó ngà ngà say rồi lúc này hai thằng mới tâm sự với nhau em còn hỏi nó là sao chưa có bồ này kia xong nó còn trêu là chắc mày nhận yếu rồi súng đạn cũng yếu hay sao mà tới giờ chưa kiếm được em nào vậy mày thằng huy nghe vậy thì lườm em hỏi em là một tuần được mấy lần mà trêu nó như vậy ừ thì đang có men mà cho nên em tâm sự luôn là Ừ, tao với Nhung tuần này cũng hai ba lần á, thấy mấy bữa tao về trễ mày cũng biết rồi chứ vậy. Thằng Huy nghe xong thì lại nhẹ bảo chứ. Ừ, tao mỗi tuần được có một lần à, tại mày về quê quá nên tao với Nhung được có mấy lần đâu, mẹ mày. Ê, ê, khoan nha, khoan nha, cấn cấn khúc nào nè mấy ba, em nghe nó nói xong mà đứng hình liền luôn á, nghĩ nó say nên nó sản thì sao vậy? Nắm cô áo nó lại hỏi mấy lần á, là Nhung nào, mày say nên nó sản hả gì? Xong nó hất tay em ra, rồi uống thêm ngụm bia nữa nó nói chứ nhung bộ mày với nhung nào mà tao công nhận á nhung rành cho nó lắm luôn á nha mọi tội á nhung bắt tao đợi mày về quê mới cho tao hành sự sợ bị lộ có tượng éo về là tao phải treo súng đó ba chứ súng đạn của tao mới thua gì mày đâu nha nhung nói vậy đó má em nghe xong đứng hình luôn mà em nhân lúc thần huy say em tra hỏi xem chúng nó gian díu nhau từ lúc nào thì nó bảo là vào 3 tháng trước đợt có bà chị trong công ty gạ em đi khách sạn làm nhung hiểu lầm rồi giỡn em trên đường đi chơi về á thì à, nó thấy Nhung ngồi trong quán rượu thì nó cũng tấp vô. Thấy Nhung sai bí tỉ thì đưa Nhung về rồi lỡ trong đêm đó luôn. Má xong sáng ra hai đứa quyết định là trở thành FWB của nhau luôn. Khốn nạn vãi. Vậy mà mấy ngày trước nha, Nhung còn nhắn tin hỏi em về chuyện cuối năm đám cưới cơ. Trơ trẻ thế là cùng. Rồi em quyết định là bắt gian bọn này luôn. Mấy ngày sau á Nhung đi du lịch về thì có nhắn tin cho em. Hẹn cuối tuần làm vài nháy vì em nhớ em rồi. Thế là em lấy lý do là cuối tuần phải về quê đi ăn cưới một người bạn. Cho nên chắc là không có qua được. Em biết kiểu gì Nhung cũng tìm qua thằng Huy thôi. Hai đứa thiếu thốn kiểu gì mà chả vồ lấy nhau. Đó, đúng như dự kiến luôn. Nhung không đòi theo em về quê. Chỉ bảo là em đi đường cẩn thận. Hôm đó em về quê thiệt luôn cơ. 7 giờ tối còn gửi cái ảnh check-in cho Nhung ở quê nữa mà. Đấy, chúng nó tin sái cổ luôn. Xong nha, 7 rưỡi em phi xe lên thành phố. Chạy hơn tiếng đồng hồ quay về trọ. Đến nơi thấy xe nhung gửi ở trước cổng là thấy có điềm mẹ nó rồi Rồi trời má mới vừa cắm chìa khóa mở cửa ra bật vội cái đèn thì ôi rồi Người yêu và bạn thân đang quấn lấy nhau trên đệm quần áo sóc xếch cả lên Thấy em chú nó hoảng lắm luôn túm vội quần áo vô Em thì nhanh tay móc điện thoại ra chụp bằng chứng Thôi thôi kiểu này thì éo cưới xin gì nữa đi Em mới lao vào đúng cho thằng Huy mấy cái ồn ào tới mức cả trò bu lại xem luôn mà nhung thì xấu hổ che mặt vào toilet trốn Em quậy một trận tao nó tưng bừng luôn mọi người. Lần này á đố thằng Huy dám mặt dày ở lại trọ lần nữa luôn. Rồi em cũng chúc tụi nó là cố gắng giữ chặt lấy nhau nha. Tại điều hãm như nhau quá mấy má. Sau gần 3 tháng sau em đang nghe bạn bè bảo là thằng Huy làm Nhung có bầu. Xong nó cặp bồ con khác bỏ Nhung. Nhung tìm đến bắt ghen thì bị nó dọa là tung clip ABC lên mạng rồi dọa thêm á là gửi về cho ba mẹ nhung nữa giờ nhìn em đúng thảm luôn mà thôi em xứng đáng em ơi ai bảo em học gì không học lại học cắm sừng trai tốt đầy ra lại cắm đầu mấy thằng khoai to nhưng tôi thì chịu thôi em ơi rồi rồi, cẩn thận thằng bạn cùng phòng nha mọi người, không mất người yêu thì cũng là mất chính mình như chơi đó, cuộc sống này không ai lường trước được điều gì đâu. Chuyện là ăn dây nè mọi người, mình là Trung, có em người yêu học chung trường, yêu nhau đến nay cũng là hơn một năm rồi. Chúng mình rất là tình thương mến thương với nhau luôn nha mọi người. Mình thì ở chung phòng với thằng bạn tên là Quang, cũng hơn 2 năm rồi. Thằng Quang thì nhẹ nhàng, ít nói, đúng kiểu người hướng nội luôn nha. Được cái tốt bụng cho nên mình mới ở cùng, chứ không mới là đá đi lâu rồi. Chuyện là hôm đấy, em người yêu mình qua phòng nấu cơm, mình cũng đi đón em, còn tính chở em đi chợ mua đồ, nhưng mà lại có việc gấp, đem một mình với thằng Quang cũng ổn lắm, nhưng mà thằng Quang thì khẳng định chắc nịch luôn Tao không làm nhường yêu mày đâu nha Tao làm vậy cả đời tao nghèo á Ok chưa Đấy, nghe có vẻ uy tín ha Mình ok rồi chạy đi công việc Nói chứ mình cũng đầy tay mắt quanh xóm trọ Làm gì không phải là chúng nó phím ngay hả? À. Thế là đi đường lúc Con mấy đưa báo cáo Thằng Quang đưa người yêu mình đi chợ Nấu cơm, đi giặt đồ cùng nhau Mình về nhà thì cũng hỏi thằng Quang Thì nó cũng bảo là Tại làm công chuyện thường yêu mày đòi đi theo Giờ chẳng lẽ tao lại không cho đi mà tao mà có ý đồ xấu thì tao cần gì làm với thanh thiên bạch nhật vậy, đúng chưa? Ừ, cũng có lý hả. Nhưng mà để tránh những tình huống gấp đôi canxi, mình vẫn rất là để ý thằng bạn mình với người yêu mình. Dù mình luôn kè kè bên người yêu, nhưng mà cũng có lúc phải tách nhau ra chứ. Như đợt đó nè, mình có mua hai vé xem phim, nhưng mà biết làm sao được, lại có việc bận. Thế là mình mới bảo thằng Quang là có hai vé cho nó đó, đi với ai thì đi. Nó cũng ok, nhưng mà mình không ngờ lúc mình gọi điện cho bộ thì em ấy bảo là em đang xem phim với anh Quang nè. Trời đất ơi, mình mới hỏi lại là quan nào thì em ấy thản nhiên bảo là quan bạn cùng phòng với anh ấy, cái sao mấy mấy còn trách em chứ? Anh với anh quan cùng phòng thì có gì mà không tin tưởng nhau, đi với bạn cùng phòng còn mai lắm á, mà sao anh cho ấy không hỏi em? Em lại em bực mình lắm nha, đáng nhẽ anh phải hỏi em cho ai chứ, đằng này tự dưng cho nói luôn, may mà anh ấy hỏi em cuối cùng hai anh em với nhau luôn á. Ủa không hiểu luôn á, em thật sự thấy cấn nha, cái mình giỏi mẹ luôn, như này là thấy gấp đôi Kenzie si thật sự chưa? Rồi, thì mình cũng tra hỏi, thì em người yêu khai là mấy lần đi mua quà cho em, cũng là đi với quan luôn. Rồi, rồi hết nói nổi luôn. Mà đến điểm vẫn là hôm đi bơi. Mình gọi điện cho người yêu là đi đâu mà không nghe điện thoại. Thì em ấy bảo là vừa đi bơi cho nên không có nghe được. Giờ đang tắm rửa thay đồ, chờ mình qua đón. Ừ, nghe rất là yêu đồ ha. Mình cũng vui vẻ tính đi tắm á, thì thấy thằng Quang cũng cầm đồ bơi. Đầu còn ướt, mình hỏi liền. Ê, thằng kia, cái đâu gì mà ướt em vậy? Ai tạt nước mày hả gì? Nó nhìn mình. Tao vừa đi bơi về nên ướt đó bay. Rồi, trời 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 Điềm điềm liền Mình hỏi nó là đi bơi với ai Nó bảo là với người yêu mình What Chuyện quá gì vậy trời Mình giật thân thoát luôn Ủa đi cùng với người yêu tao hả Lúc này thằng Quang nhìn mình được cười Trời người yêu mày réo tao quá Không đi không được Vì mày cũng đâu biết bơi Cho nên nó không biết rủ ai đành rủ tao thôi mình không chịu được nữa, quyết định hẹn ba người ra nói chuyện luôn. Em người yêu mình thì vẫn vô tư bảo là đi với anh Quang, chỉ vì anh Quang là bạn em, và nó cũng nói luôn là không có tình cảm gì với Quang cả. Mình nhìn Quang thì nó cũng nói một câu y hệt, nó không có tình cảm gì với người yêu của mình cả. Mình tức giận quá, dỗi cả hai. Tối đó mình qua nhà thằng bạn khác ngủ, thì thấy một cái video top top, có cái video, Ủa, ồ, 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 cái ảnh này là em với thằng Quang mà Rồi mọi người biết cái trend gu của nó là một cô gái Và gu của tôi là nó không Đó 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 Má giật mình luôn Gu của thằng Quang là mình mọi người ơi Mình đứng hình rồi gửi video cho thằng Quang Nó cũng ngập ngừng rồi bảo Mày xem được video rồi hả Thế thì tao cũng nói luôn Tao hay đi kè kè bên cạnh người yêu mày Là để giám sát xem nó có cắm sừng không Và xem nó có gì tốt để làm người yêu mày không Chứ tao không có tiện cảm lắm với người yêu mày đâu Vì tao thích mày mà Mày biết rồi thì cũng đừng quá sốc nha Chị, chị, ê, 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 chị, ê, 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 xí đi Chuyện này không sốc sao được má mà. Mày mày đùa tao hả Tưởng bị cắm sừng À dè, dạ, là lạng dậy Cứu mình đi mọi người Chuyện này là chuyện ngoài dự kiến Đến giờ mình vẫn chưa hết sốc Cứ nhìn thằng Quang Mình lại thấy cảm giác lạ lạ Không có như trước được nữa Thực sự là cần giải cứu đó mọi người Đừng hỏi em vì sao Vì sao mà em ác như vậy nha Tất cả là tại anh anh hiểu không không phải vì anh khiến đầu tôi như quả chôm chôm thì tôi cũng không làm đến mức này đâu. Ghét nhất cái loại cấm sừng mà còn tự mãn. Chuyện là thế này, em là người đã ra trường được 2 năm rồi, nhưng mà vẫn ngựa ngựa, yêu trai trẻ, còn nhỏ hơn mình 2 tuổi nữa. Em trai tên Hiếu, đang vô cùng là bận rộn trong quá trình tốt nghiệp. Em thì gặp Hiếu qua một lần đi ăn với nhóm bạn và được chúng nó giới thiệu đối tượng cho. Chúng nó biết gu em là những bé nhỏ tuổi nên là đẩy thuyền mạnh mẽ. Cứ thế em và Hiếu gặp nhau, nói chuyện cùng nhau, chia sẻ công việc, cuộc sống và rồi yêu nhau sau 3 tháng mập mờ. Nói chung thì thằng bé cũng được, cũng vui vẻ, hài hước hết sức. Em thì em thuộc dạng thích chăm người yêu, nên là vào tay em mấy anh cứ thành em bé hết đấy mà. Em lo đồ ăn, lo quần áo, tặng quà khi em thấy thích và lúc nào cũng muốn bên cạnh hết trơn á. Có lẽ cũng vì thế nên Hiếu thấy khó chịu muốn thoát khỏi em thì phải. Nhưng đời mà, chui vào thì dễ chứ thoát ra bằng cách khốn nạn như vậy thì làm sao em bỏ qua cho được đợt này thằng hiếu bận rộn với đồ án tốt nghiệp thấy cũng thức ngày thức đêm để chạy cho kịp em thấy thương nên là có qua phòng hiếu rồi lấp đầy cái tủ lạnh lâu lâu còn mua đồ ăn mang qua nấu ăn cho nữa hiếu thấy thế cũng ôm em vào lòng rồi nũng nịu có em thật là thích ước gì lúc nào cũng có em bên cạnh anh như vậy vừa là người yêu vừa là người chỉ bảo anh có phúc quá đi yêu em nghe được câu này thì em cũng mát lòng mát dạ đi càng được đà chăm sóc hơn nhưng mấy tuần gần đây thằng hiếu hay đi ra ngoài chứ không thấy ở nhà như trước nữa có hôm em qua phòng nó cũng thấy đóng cửa kín mít gọi điện thì không nhấc máy nhắn tin thì bảo là đang đi thảo luận đồ án với bạn em thấy thế cũng không làm phiền chỉ lâu lâu nhắn tin hỏi hai người yêu xem ăn uống tiến độ thế nào thôi à Ấy vậy mà ngày hôm đó, em cùng với mấy chị đồng nghiệp đi cà phê cùng nhau, em tiếu tích kể về anh người yêu nhỏ tuổi cưu te phu mây que, thì các chị mới ngỏ, ngó qua bàn cách chúng em khoảng 2-3 bàn, một cặp đôi đang thiếu tích, tay nắm tay, vai tựa vai, môi xếp kề môi rồi nói, đấy, nhìn bọn trẻ bây giờ nồng nhiệt chưa, nào có biết ngại là gì nữa đâu, cứ thế mà thể hiện hết mình, Em nhìn thấy ngợ ngợ, vội díu mắt để thấy rõ hơn, thì giọng nói quen thuộc đó cất lên. Bé ơi, đi cà phê xong là chúng mình về phòng anh nha. Phòng anh có nhiều thứ cho bé chơi lắm, có sẵn cái đồ ăn chiều cho bé luôn. Chỉ cần bé thích là anh mở lòng liền. Con bé kia cười tít mắt gật đầu đồng ý, rồi chúng nó hôn nhau chuột một cái rồi xách nhau ra về. Thằng ranh con này nó dám cắm sừng mình mới chết chứ. Em đâu có tâm trạng cà phê, cà pháo gì nữa, xách xe phi đến nhà tính sổ nó luôn mà phải công nhận bọn trẻ manh động thật chứ vừa mới về đến nhà mà đã nghe thấy tiếng bạch bạch và tiếng kêu ai oái rồi em gõ cửa liên tục thì thằng hiếu cũng đi ra nào có nói nhiều em vuốt má nó một cái mày giỏi mày dám qua mặt tao gian díu với con khác mày không sợ thái sơn là tao hả nó hất mặt việc méo gì tôi phải sợ bà mà giờ tôi quay lại với con này con kia thì sao bà làm gì được tôi tôi nói cho chị biết tôi còn qua lại với cái hương bạn của chị cái linh bạn thân tôi cái ngọc người yêu cũ đấy làm sao ý kiến gì ôi thằng này nó láo quá em lên tay vuốt thêm cho phát nữa suốt hạ bộ sau đó hạ gục nó bằng những chiêu tự vệ đã ủ từ lâu rồi bảo nó cứ chờ đấy chuyện này em không có để yên đâu vài ngày sau thì thằng hiếu đến tận công ty tìm em rồi tức giận chửi hỏi em đã làm gì mà để nó ra nông nổi này em cười khểnh nào em có làm gì đâu Chỉ là gửi một cái email cho trường nó với nội dung Em chính là người được nó thuê làm đồ án tốt nghiệp giúp thuê mà Chưa hết Em cũng đã gặp từng bé qua lại với nó Kể hết mọi tật xấu từ việc qua lại với nhiều con Đến việc hay ăn lười làm suốt ngày phè phởn Chưa kể còn hay vay tiền con này đập vào chỗ con kia Kết quả là các em đều bỏ Đến cả bằng tốt nghiệp cũng không được lấy Vì gian lận trong quá trình làm đồ án Kết quả này thật sự quá xứng đáng với một tên như Hiếu rồi Nghe em kể nó tức điên lên định lao vào em Thì em gọi một cuộc điện thoại thôi Bà đây có tiền, mày ngon thì nhảy vào làm một trận Với mấy anh tao vừa thuê được xem nào Danh con thích chơi chiêu láo tuét với chị hả Không có cửa đâu Chị ra đời trước mày 2 năm cũng đủ hiểu loại người như mày rồi Chúc mày hạnh phúc nha gấp đôi sừng gấp đôi yêu thương đến từ vị trí anh người yêu quý hóa của em đây ạ à. Xin chào mọi người em là mi 24 tuổi đang làm kế toán Nói chung thì đường tình duyên của em hơi lận đận với lại em cũng hơi kén nên chưa có mối tình nào chính thức cả cho đến năm ngoái, em được nhỏ bạn cùng phòng tên Thảo giới thiệu cho một anh trai là Mai Thi. Ông tên là Tiến, là họ hàng của chị đồng nghiệp làm chung công ty với nó. Nói ra thì cũng không phải của ngon vật lạ gì đâu mọi người ạ. À. Chả là bà chị kia mai mối ông Tiến cho nó, nhưng mà nó chê. Bảo với em là ông Tiến trông hơi tồ, lại đeo kính cận nhìn lù đù vải, không phải gu tao. Nhưng mà nghe bảo ông cũng tốt, tính hiền lành, chịu khó, lại vừa chia tay người yêu nữa. Không ấy tao pass qua cho mày Mày tìm hiểu xem như nào Ok, gu của em là good boy Nên nghe nó tả cũng hợp phết Nên là em đồng ý Đến hôm hẹn với ông Tiến Thì Thảo nó dắt em theo cùng Gặp xong mới biết nhỏ bạn mình miêu tả không sai Ông ăn mặc đơn giản, đeo kính dày cộm thêm quả đầu nắm mái ngố nữa, nhìn đúng ngố luôn, nhưng mà bù lại thì ông nói chuyện lịch sự nhẹ nhàng, được nhỏ bạn phát kèo nên em với ông Tiến cũng trò chuyện nhiệt tình lắm. Sau hôm đó bắt đầu xin info, rồi tán tỉnh nhau. Qua 2 tháng thì em chính thức hẹn hò với ông Tiến Rồi lúc yêu nhau thì người yêu em nice cực kỳ ý chứ Hôm nào cũng dậy sớm qua chở em đi làm Còn mua đồ ăn sáng chiều tan làm lại qua đón, cuối tuần thì chở đi ăn, mỗi tuần tặng quà một lần. Mà ông tặng em á, toàn đồ hiệu không ấy đợt Valentine ông tặng em lọ nước hoa hơn hai củ. Tính ra ngoài cái ngoại hình hơi tồ thì ông dễ thương phết. Em cũng hay trêu nhỏ bạn là, đấy mày tiếc chưa, anh tiếng ngố tàu mà mày nói sim bộ cực kỳ, làm người yêu của ông xím vải luôn ý. Má chiều vui vậy thôi Mà không ngờ nó lén phén húp người yêu em thật Trong khi lúc đầu là nó chê Nó mới pass cho em Thế mà cách em phát hiện ra mọi chuyện nó hài lắm cơ. Chả là hôm em đang ngồi trên công ty thì nhận được tin nhắn từ một đứa bạn thân hồi cấp 3. Nó gửi cho em một loạt ảnh của ông Tiến đang nắm tay một con nào đấy, dắt vào quán cà phê. Nó bảo trông quen lắm mà không nhớ là ai. Mẹ thế là em zoom mảnh lên, đúng là quen mặt thật. Đích thị là con người yêu cũ của ổng Tại trước khi quen ổng thì em soi hết mẹ vỡ bò của ổng lẫn người yêu cũ luôn rồi Con đấy là Nhi trông xinh xắn ngon nghẻ lắm. Hồi đó ông Tiến kể là nó đá ổng để cặp thằng thiếu gia nào đấy. Giờ thế éo nào quay lại lén phén với người yêu em luôn. Xong em cũng giả vờ im im. Đến tối qua trọ ông Tiến chơi thì em cũng lén chết điện thoại của ổng. Ổng cho hẳn tin nhắn của con kia vào phần lưu trữ cơ. Má chúng nó nhắn tin mùi mẫn, đòi nối lại tình xưa. Lão Tiến cũng bảo là sẽ lo cho nó đầy đủ hơn lúc trước. Rồi còn thương, còn yêu nhau các kiểu. Khốn nạn thật sự, yêu nhau một năm, éo bằng người cũ quay về một tháng thấy chúng nó hẹn nhau cuối tuần gặp mặt thì em cũng định đi bắc giang thêm cái em thấy lão tiến nốt hai cái lịch hẹn trong máy luôn xong cuối tuần lão tiến bảo bận đi công tác nên không đón em đi chơi được em biết tổng rồi nên chỉ cười cười rồi ok thôi Tưởng đợt bắt gian này như nào, ai ngờ còn được thêm khuyến mãi, bắt một được hai. Em thấy lão tiến thấp vào nhà hàng, em cứ tưởng là hẹn đi ăn với con người yêu cũ. Nhưng không, lát lão đi ra lại nắm tay con Thảo, nhỏ bạn cùng phòng với em. Còn thơm má nhau cơ, ui rồi ơi, cái béo gì đây bạn ơi. Bạn bảo bạn chê mà giờ bạn lại húp à. Thế éo nào lúc đó em vẫn bình tĩnh đi theo bọn nó, xong thấy chúng nó đèo nhau vào khách sạn. Đờ mờ, cứ tưởng là lão tiến hiền cơ. Em cũng đi vào theo điều tra xem chúng nó thuê phòng nào, tiện thể nhắn tin cho con người yêu cũ ổng, địa chỉ khách sạn kèm số phòng luôn, bonus thêm vài cái ảnh, bảo nó tới có việc quan trọng liên quan tới ông Tiến. Em ngồi đợi 20 phút, Quả nhiên con người yêu cũ ông Phi tới thật Nhìn mặt nó hầm hầm còn hơn cả chính thức là em cơ Thôi sắp có kịch hay mẹ rồi Con người yêu cũ đi tới gõ cửa phòng Lúc ông Tiến mở cửa còn đang ôm ốc con Thảo bàn em cơ Em thấy con người yêu cũ ông lao vào túm tóc chửi bới um sùm cả lên bảo Sao anh nói là chị yêu tôi Còn bảo là chia tay người yêu xong sẽ quay lại với tôi Giờ anh đang ôm con pho huyền nào đây hả ồ oh wow thì ra thằng người yêu hứa hẹn đá em để quay về với người yêu cũ nhưng mà đâu có ngờ nó lại húp luôn con bạn thân em chúng nó làm ầm cả lên hai đứa tiểu tam tiểu tứ thì choảng nhau lia lịa lúc này em mới từ tốn xuất hiện cơ em cũng giả vờ ngạc nhiên hoảng hốt khóc lóc thảm thương hỏi sao chúng nó lại đối xử với em như vậy nhưng em có cho chúng nó giải thích đâu em với cho thằng người yêu lẫn con bạn thân hai cái tác trời dáng má ba năm học võ cũng có dịp dùng Em đóng vai nạn nhân tẩn cho chúng nó một trận Con Thảo bị em vả mà không dám ngẩng mặt lên vì nhục Lão Tiến vào can thì em phi luôn cho một đạp Mỗi con người yêu cũ là em chỉ mắng vài câu xương xương cho thấm Xong cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau Còn em thì về nhà ung dung Úp cái clip đấm ghen quay được lên phở bò cho chúng nó đẹp mặt Nghĩ lại đen thật Tự dưng bị cả cơm bồ người yêu cũ lẫn bạn thân cướp bồ Thôi chúc các bạn một gia đình hai con vợ Thằng chồng hạnh phúc nha ba đứa cứ húp nhau đi, bỏ ra khéo lại làm ô uế xã hội. Cây vải luôn mấy bà, đúng là trên đời này chỉ có loại hai loại đàn ông, một là ngoại tình và hai là ngoại tình nhưng mà chưa bị phát hiện. Trước cũng tin tưởng chồng lắm, chứ qua vụ này, thề không có tin nổi thằng mặt lờ nào nữa. Thì mình và chồng cũng lấy nhau được 6-7 năm trời rồi. Hắn thì trước rất là tốt, vợ vợ con chả bao giờ làm gì có lỗi với gia đình đâu. Nên là mình cũng hơi đắc ý mà lơ là với hắn. Ngoài giờ làm ra thì hắn về nhà và ít khi la cà nhậu nhẹt như những tay bợm ngoài kia, nên là mình khá yên tâm tin tưởng khoản này của chồng. Gần đây thì bé con mình có đi học ở trung tâm vào ban đêm. Chồng bảo để anh đưa nước cho sẵn ngồi cà phê chơi game với thằng Hùng bạn thân của anh ấy. Vì con Hùng cũng học chung lớp với con mình, rồi ngày qua ngày anh vẫn đưa đón con theo lịch. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói. Khi gần đây mình thấy anh chơi game khá là nhiều, mà mình thì chẳng biết game là cái gì đâu mấy bà. Thế nên hắn rảnh cứ chơi, mình mình không để tâm cho lắm nhưng có hôm nọ hắn bảo là đi đấu giải gì đấy với thằng hùng ngoài quán nét ấy mà đấu gì mà từ 9 giờ tối đến sáng luôn nha mình cũng ghim rồi nhưng nghĩ chả nhẽ ông ấy không nhậu nhẹt không gái gú đến chơi game cũng không được thì cũng tội quá nên mình cho đi luôn các bác thế là 8 giờ hắn lên đồ láng cót xịt nước hoa trẻ tiền thơm cái mùi éo chịu nổi rồi chảy cái đầu mướt hơn cả dầu ăn để đi ra đường mình còn bảo ủa chơi game hay chơi gái mà làm lố vậy Hắn cười bảo lâu lâu rửa phèn tí bà vợ khi anh hoài Rồi hắn giọt lẹ trước khi mình kịp lãi nhảy thêm gì đấy Nhưng mà xui cho cái thằng đầu đất Hắn đi rồi tầm 9 giờ thì Hùng sang nhà mình Lúc này mình đặt dấu chấm hỏi to đùng Tại sao nói đi đấu game mà tên này lại sang nhà mình giờ này Rồi mình lịch sự chào hỏi Hùng xong Thì anh bảo hôm trước bé nhà anh nghỉ Nên anh sang mượn tập cho cháu nó chép bài ấy mà Thế là câu chuyện đấu game bại lộ trong phút mốt làm gì có cái giải đấu này ở đây chẳng qua là cái trò mèo do thằng chồng tồi nó bịa ra thôi mọi người sáng hôm sau hắn về mặt mày có vẻ tí tởn lắm mình bắt cái ghế rồi mời chồng vào việc mình cười cợt bảo đấu game vất vả cả đêm sáng ra phờ phạt hết cả người ha. anh chồng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mình hắn cũng đoán được là sắp có bảo tới nên nhã nhặn bảo em biết được gì rồi vợ ôi xin lỗi chẳng lòng vòng mất thời gian mình vào đề luôn Em biết được á, là đêm qua anh đi đáp vò Mà cái con phò đấy là crush của anh Hùng nữa chứ Xui như nào nó gửi ảnh khỏa thân Sang cho Hùng Nhưng mà lại gửi nhầm qua Zalo anh Đã thấy còn kèm cái tin nhắn không thể nào ngọt ngào hơn là Anh Hùng ơi đến ăn em đi này Format tình yêu của anh đây Nói đến đó mà anh chồng đầu toàn bả đậu bảo Để anh nói lại với thằng Hùng Cho nó khỏi crush cái con đấy nữa Hắn móc cái điện thoại ra Định nhắn thật thì mình bảo Khỏi đi Tôi nói với anh Hùng là đêm qua anh và con cờ rút ấy quện nhau cả đêm rồi, yên tâm nha. Vừa nói dứt câu, tôi cầm cái ghế đổ, phan thẳng vào đầu thằng chồng hãm lờ, yêu và cưới nhau cũng 5-6 năm. Mà mãi đến giờ mình mới biết nó mắc bệnh khuyết tật bẩm sinh, không có cái dây thần kinh xấu hổ luôn á. Thề nhịn không nổi nữa, tầm này thì bố thằng nào mà kiên nhẫn được. Chứ bà là có cái gì vả vào đầu nó cái đó cho chừa cái tội dám qua mặt. Sau vụ đó mình đòi ly hôn ầm ầm lên Nhưng ba mẹ chồng sang nhà năn nỉ quyết liệt Rồi nhìn các con mà mình thương quá đổi Còn thằng chồng khốn nạn đấy Bà từ mày luôn Cho mày ở chung nhà để làm đầy tớ cho mẹ con mình thôi mọi người ạ à. Mình đẹp người đẹp nết như này mà ông trời đối xử bất công với mình quá mọi người ơi. 30 tuổi rồi, nhưng mình chẳng có một anh người yêu nào đàng hoàng. Nếu không cắm sừng mình thì là trap boy thích moi tiền, loại nào mình cũng sợ trơn. Nhưng mà cuộc đời của con Lan này đã bước sang trang mới hoàn toàn khi gặp Hùng. Nói về Hùng thì chẳng có từ nào diễn tả hết độ đẹp trai, giàu có như hình tượng nam thần Hàn Quốc vậy đó. Trời ơi cái gì của ảnh mình cũng mê hết, từ body xấu muối, muối nào muối nấy bự chản chắc nịch, nghĩ tới mà chảy nước miếng nhiễu rồng rồng đến mấy món quà anh tặng cho mình. Nếu không phải là váy hiệu, giỏ hiệu thì cũng là trang sức đắt tiền mà cả đời mình cũng chẳng dám mơ tới. Món quà lớn như vậy ai mà không trung trinh, trải đời như mình còn muốn gục ngã trước ảnh mà. Nghĩ là anh yêu mình thật nên mình cũng yêu hết lòng hết dạ, ảnh đòi làm gì mình cũng đáp ứng được. Nhưng mà có điều có chuyện đấy là anh mãi dây dưa, Quen hai năm rồi nhưng mình chỉ được sờ chứ chưa được nếm muối bưởi hay ăn thử trái chuối 37 độ của ảnh lần nào. Một hôm mình đến nhà ảnh, thấy trong nhà có nhiều búp bê quá, mình cứ mãi mê xem hoài. Nhưng mấy con búp bê này lạ quá, không phải búp bê nữ mà là búp bê nam. Có cả mấy cái mô hình to cỡ người thật ý, ảnh đột nhiên vỗ vai mình. Nè, em làm gì vậy? Ngắm gì mà ngắm thế? Anh ghen đó nha. Anh ghen em với mấy con búp bê mô hình này hả? Em giận anh bây giờ thắc mắc quá mình bèn hỏi anh ơi sao mà nhà anh nhiều búp bê vậy anh không có em gái hay chị gái vậy của mẹ anh hả à không phải mấy con búp bê này của bé em họ hay sang nhà anh chơi rồi để lại đấy nó hay quên lắm nhưng mấy con búp bê này lạ lắm mọi người em họ nào mà chơi búp bê kiểu này nhưng thôi kệ ảnh giàu đẹp trai là được mọi thứ khác không quan trọng thấy anh chiều mình nên mình cũng muốn xin xỏ phẫu thuật thẩm mỹ nhẹ nhẹ tí nhưng mà ảnh không cho làm gì hết chỉ đồng ý cho mình tiêm môi thôi cũng kệ tiêm môi trước rồi sau này làm tới mấy cái khác hôm đấy mình hí ha hí hửng cùng ảnh đến một thẩm mỹ viện nọ trông hoành tráng lắm mình thì vào tiêm còn ảnh bảo là sẽ đợi ở ngoài một tiếng sau mình bước ra nhưng mà mình không thấy ảnh đâu chỉ thấy nhân viên đưa mình xem chết hóa đơn ủa cái gì đấy em ơi em có lộn không chị chỉ tiêm cho một mình chị thôi à Sao mà giá lại dành cho hai người vậy em Dạ cái anh cùng đi với chị á Đang tiêm trong phòng kia kìa Ủa Ủa là sao vậy ta Sao tự nhiên ảnh cũng tiêm môi vậy trời Đúng lúc đó Thằng chả bước ra với cái môi xương chù dù Cục cưng ơi Môi chị hơi xương một tí Sao mà em ít xương quá vậy Cái gì trời thằng cha này là bê đê hả Anh Anh tiêm liệm hả Hùng Đúng rồi, hôm nay chị khơ mau với cưng luôn Nay chị định tài trợ cho em xăm môi Để xem em xăm như thế nào rồi xăm sau Nhưng mà chị nôn quá nên vô xăm luôn À thì ra mình chỉ là vật thí nghiệm cho thằng chả Thảo nào trong nhà hắn Toàn là mô hình bức bê nam xấu muối cuồn cuộn Để tối ôm ngủ Và mình cũng hiểu Vì sao thằng chả lại không chịu mây mưa với mình Nghe nói xong mình bực mình lắm Vì bị lừa suốt hai năm qua chỉ là bức bình phong che mắt người nhà của hắn nghe hắn giải thích một hồi thì nghĩ lại thì hắn cũng tốt với mình cũng chu đáo quan tâm nên là mình cũng xem là chị em tốt cũng được có gì vui vẻ qua lại với nhau hơi <laughs> chuyện thật mà cứ như đùa cứ nghĩ là gặp bạn trai ngon lành cuối cùng lại là chị em tốt với nhau thôi cũng an ủi phần nào vậy lâu lâu cũng có người chở đi chơi có người cao to đi đêm cũng đỡ sợ hơn Đàn ông một vạn lá gan, lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Em từng được mẹ dặn câu này trước khi lấy phong. ấy thế mà chính em cũng bị gã đàn ông hai đời vợ này che mắt. Thở đó là lúc mới làm quen được một thời gian. Anh ta bảo cả hai cuộc hôn nhân cũ đều không hạnh phúc, lại chẳng có con nên tan vỡ. Chỉ khi gặp em thì anh ta mới thật sự cảm thấy bình yên, nên em đã huyễn hoặc bản thân rằng phong yêu em thật lòng tái hôn được một thời gian thì em mang bầu bé nhiếm phong hết sức là cương chiều hai mẹ con khiến em thấy hạnh phúc vô cùng dù thi thoảng em cũng băn khoăn về hai người vợ cũ của phong nhưng mà anh bảo ly hôn trong hòa bình không tranh chấp tài sản cũng chẳng có con chung nên không dây dưa gì với nhau cả ký đơn là kết thúc hết nên em cũng yên tâm phần nào vô tư tận hưởng cuộc sống thoải mái bên chồng con đến đợt đó thì phong bắt đầu thủ thỉ với em rằng muốn có thêm thằng cu nữa để nối giỏi cũng bởi nhà anh có ba chị em nhưng phong là con trai duy nhất nên ông bà cũng mong có cháu trai bé nhím mới hơn một tuổi nên em bảo chồng để con cứng cáp hơn chút nữa rồi tính cho đến đợt lễ vừa rồi vợ chồng em chiến tranh lạnh suốt thời gian dài vì một chuyện khá nhỏ thì tật tình là sau khi đẻ xong em có nhạy cảm hơn trước đây rất nhiều thành ra hay tuổi thân vì những việc nhỏ nhặt đặc biệt là rất hay để ý thái độ của chồng đối với mình phong đi làm về mệt ăn cơm quên không khen vợ nấu ăn ngon là em cứ thấy buồn bực đêm ngủ không được chồng ôm thì cũng thấy khó chịu nhưng lại chẳng thèm nói ra khiến phong cũng cấu cũng không hiểu là em bị làm sao dỗi chồng em đang nghĩ rằng phong đã sẽ bí mật mua quà để làm hòa với vợ nhưng thật lạ là anh khá bình thản chỉ để tiền cho em muốn mua gì thì mua rồi chẳng nói năng gì em tức chẳng buồn tiêu tiền luôn khóc nguyên buổi chiều hôm đó Xong khi cảm xúc nhẹ bớt rồi thì em gạt nước mắt đi, tự nghĩ rằng lỗi một phần cũng do mình, nên em sẽ chủ động sửa chữa, nấu một bữa cơm thật ngon, rồi tối anh về em sẽ chủ động làm lành với anh. Nhưng mà chờ mãi đến 8 giờ, Phong vẫn chưa về, em nhắn tin hỏi anh có ăn cơm không, thì anh vẫn đáp lại bình thường, hai mẹ con cứ ăn trước đi, anh đang hợp với đối tác. Thế là em cũng chỉ biết đợi chồng về rồi nói chuyện lại. Hai mẹ con ở nhà với nhau đến giờ đi ngủ thì nhiếm bỗng quấy khóc. Em mệt phờ muốn đi tắm mà không dứt con ra được. Điện thoại thì lại hết pin nên em vội đi tìm thứ gì đó cho con chơi. Ngó nghiêng một hồi bỗng thấy cái máy tính sách tay cũ của chồng trong gầm bàn. Em lôi ra định mở youtube cho con nghe nhạc. Thì gõ nhầm thế ra link facebook của anh như thói quen. Rồi em nhìn kỹ thì thấy có vẻ như chồng đang nhắn tin với ai đó. Nên một khung chat bật lên trong góc. Tim đập thình thịch. Em không dám quơ bùa, sợ nhắm, bấm nhầm vào đọc tin nhắn Phong sẽ phát hiện ra em đang lén xem facebook của anh mất Nhìn kỹ tên người đang chat với chồng thì em thở vào Vì đó là anh bạn thân của chồng, làm dược sĩ ở gần khu nhà của hai đứa Nhưng mà khi đọc dòng tin nhắn hiện lên thì em không còn cười được nữa Vợ tao như con lừa ấy Quân ạ, à. bảo gì cũng nghe, ngoan lắm Nhưng mà nó ngu thật đấy, tao thì lại nhanh chán với loại phụ nữ an phận thủ thường như đó Tại ông bà già tao ưng bụng nên tao mới đồng ý cưới nó về làm vợ, coi nó như cái máy đẻ. Chứ so độ ngon với độ đảm đang thì không bằng hai con vợ cũ của tao. Thế hôm nay mày không đi chơi với nó à? Không, tao cho nó ít tiền rồi, đàn bà mà, cứ có tiền là im thôi. Nó cũng đang giận dỗi cái gì đấy. Mấy hôm rồi, tao chán không muốn nhìn mặt. Mấy hôm trước tao dặn mày đưa thuốc cho con Nguyên mày đưa chưa? Rồi, lúc nó đến tao còn bắt nó uống luôn tại chỗ. Chẳng có thằng bạn nào như tao giúp vợ cũ của bạn tránh thai cơ đấy bạn tốt Còn vợ ta không biết gì hết Có khi chờ nó đẻ xong Đứa thứ hai Nếu mà là con trai thì ta sẽ ly hôn Rồi lấy quyền nuôi hết Thi thoảng cặp kè với con Nguyên qua đêm Nó vẫn ngon lành lắm Chẳng qua là nó không thích đẻ để giữ dáng Chứ không ta cũng chả bỏ nó Mỗi dòng tin nhắn hiện lên mắt em lại nhòe đi Cổ họng nghẹn ứ muốn ngạt thở Người chồng mà em tôn thờ Người chồng tốt đẹp thương vợ yêu con Từng đầu ấp tay gối với em đây sao Em chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa mọi người ạ à. Từ hôm đấy đến giờ Em vẫn không nói không rằng với anh ta Nhưng mà cứ đêm đến là em khóc không ngừng được Nếu vợ ly hôn Thì con em phải làm sao đây Nó còn quá bé để có thể hiểu được chuyện gia đình Nhưng để con ở với người bố như vậy Thì em thà chết còn hơn Em phải làm thế nào đây hả mọi người Hồi ơi, chuyện không tưởng như này mà mình cũng trải qua được. Thực sự nhiều lúc không hiểu là mấy em yêu đương kiểu gì luôn á. Ý niệm chung tình là cái gì đó xa xỉ lắm hả ta? Phải đùa vui với tình cảm bọn tôi thì em mới vừa lòng đúng không? Chào mọi người, mình là Hưng. Các bạn đã nghe qua 7749 kiểu cắm sừng này nọ. Mà để tôi góp thêm câu chuyện vỡ khóc vỡ cười của chính cuộc đời tôi vào cho nó vuông nha mọi người. Đây, hơn năm trước, tôi tình cờ quen được em qua một buổi nhạc acoustic. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in, đó, hôm đó là đêm nhạc rock tình ca. Ấn tượng ban đầu vì em, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn cá tính nhưng mà rất chiến qua mỗi bài hát nha tôi thích cái cách em hòa vào đám đông rồi bùng cháy quyết liệt như chính con người em vậy đó cả buổi nhạc á, như vô nghĩa khi mà tôi chạm vào ánh mắt của em không rời tôi chỉ tập trung vào em mà thôi vì tôi biết em sẽ phải là người yêu của tôi Ý nghĩ tự đắc đã thôi thúc tôi lên hát một bài Và dĩ nhiên kết thúc bài hát lãng mạn Với đôi dòng tâm sự gửi nó Đến một cô gái đặc biệt là em Thế là tôi và em Nhanh chóng quen được nhau qua một đêm nhạc Em là cô bé cởi mở, sống hướng ngoại. Ở em có rất là nhiều điều thú vị của tuổi trẻ. Em lôi nhoi mà lại khiến người trầm lắng như tôi thích đến điên đảo luôn. Có thể nói em là mảnh ghép còn trống trong cuộc đời tẻ nhạt của tôi yêu em tôi được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt lắm em dạy tôi đánh bia thứ mà một người bận rộn như tôi chưa bao giờ được thử em bảo chơi để mà giải trí xả stress đồ đó tôi dần dần nghe theo lời em thôi rồi em đưa tôi lên rừng xuống biển nơi nào đi với em tôi cũng vui hết thi mà chỉ là đi chơi thôi nha chứ em thì tôi chưa được vịnh vào đâu rồi, hôm đó, ngày kỷ niệm một năm yêu nhau của bọn tôi, tôi đã âm thầm lên kế hoạch cho ngày trọng đại từ trước từ bó hoa hồng bi mà em thích nhất đến cả bàn tiệc lãng mạn với van đỏ nến và hoa tôi chọn hướng nhìn lãng mạn ra sông sài gòn để mà dễ dàng em cảm nhận được sự tinh tế của tôi tiệc tàn cũng là lúc mà tôi khá bối rối em có vẻ say do hai má ửng hồng kéo tay tôi hai đứa lên taxi đến nhà em như ý em muốn Đấy, vừa vào nhà, dậy chưa kịp cởi luôn, cửa phòng chưa kịp đóng, với đôi tay khéo léo nhanh nhẩu, em vừa hôn môi, vừa cởi bỏ chiếc nịch chết tiệt vướng víu khỏi người tôi. Đúng với tính cách con người em, luôn năng động và quyết liệt. Thế nhưng mà tôi chậm rãi hơn, nhẹ nhàng đôi tay xoay chiếc lưng trần nõn nà. Em hít một hơi thật sâu, khi đôi tay uyển chuyển giàu kinh nghiệm của tôi, vuốt dọc sống lưng rồi ngửa cổ ra sau lả lơi mắt em nhắm nghiền để tôi chạm chiếc môi lân la xuống vùng cổ và ngực ở em á có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ em khỏe đúng như độ tuổi của em cứ tham lam không cho tôi dừng lại em bảo vì em nghiện em nghiện tôi đến chết thôi suốt cả đêm em cứ đòi tôi liên tục lắm đút trong cơn hứng khởi em dừng lại bảo chứ sao anh khỏe dữ vậy trước giờ em cứ ngỡ tôi xoa má em rồi nói chứ Em có cho anh cơ hội được thể hiện đâu Vì mà gìn giữ đến tận bây giờ Rồi em cười như điên bảo Trời ơi, em lại lãng phí biết bao nhiêu là tinh túy của anh rồi đấy Từ đây về sau hứa không tha cho anh ngày nào hết đó Đấy, rồi tôi lại hì hục như con bò tót Sẵn sàng đưa em chạm đỉnh cảm xúc suốt cả đêm không ngừng Bên cửa sổ, mặt trời lấp ló ánh vàng. Cũng là lúc em lã người thiếp đi. Tôi khẽ bước xuống giường vì sợ em thức giấc. Tay mở nắp thùng rác, định bỏ cái thứ cần bỏ vào đấy thì phát hiện... Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cái bao con sâu la liệt nằm trong đó từ khi nào. Tôi về lại nhà, đi làm như bình thường, mặc cho em gọi và nhắn tin với bao nhiêu lời giải thích. Với tôi, lừa dối là lừa dối. Giải thích cũng chỉ là biện hộ cho hành động sai trái của mình thôi. Nhưng mà trong số ấy tôi vẫn trích ra một lời giải thích cho mấy ông xem văn vẻ của bọn con gái này nha. Em muốn giữ gìn cho anh, nhưng em vẫn có nhu cầu riêng của em cơ chứ. Trời ơi, cớt thật. Chả biết bao nhiêu mới là đủ với mấy cô. Phát ngay với câu chuyện chiếc sừng rồi mấy ông ơi. Một sừng thì là kỳ lân, hai sừng thì là tuần lộc Chứ còn mà chín sừng như em chắc là thần thú thượng cổ mẹ rồi Chả hiểu kiểu gì chỉ trong 6 năm yêu đương mà mình mọc mẹ chín cái sừng Mọi người ngồi xuống đi để em kể series một sừng của em cho nghe Xin tự giới thiệu em tên Nhung Năm nay vừa tròn 26 6 năm lăn lộn trong chốn tình trường Em đã sưu tập cho mình những tiết thường đồ sộ Mối tình đầu tiên là vào những năm cấp 3 Với một cô gái 17 đầy nhiệt huyết khao khát có mối tình đầu Em yêu anh Long giấu tên ảnh học trên em một lớp là nam thần piano của trường Lúc đó em cũng có ngoại hình xinh xắn đáng yêu nên em tưởng ngôn tình là có thật nam chính sẽ thích vai nữ chính hơi dốt nhưng mà dễ thương như em em với ổng yêu kính thôi vì ảnh bảo là sợ ảnh hưởng này kia Tưởng ông nghĩ cho hai đứa sợ bị bàn tán Nhưng mà không Yêu đương chưa được hai tháng thì trên bay của trường Đang ầm ầm cái vụ Nam thần piano khóa môi hai hoa khôi lớp chọn Trong nhà vệ sinh Má trước đây thấy để avatar đôi là nghi rồi Nhưng mà ông cứ bảo bạn thân thôi Anh với cổ chơi thân từ nhỏ Thân éo nào mà cạp mồm nhau như vậy Xong mọi chuyện vỡ lỡ thì em bị đá Vì yêu có công khai đéo đâu Thế là một chiếc sừng đầu đợi Mối tình thứ hai là vào năm 2 đại học Lúc đó em quen được anh Hoàng là nhân viên sale Quen anh được đúng một tháng Thì anh có bảo anh đi team building với công ty Xong hôm đó em éo gọi cho anh được một cuộc nào Lướt phở bò chết va Từ mấy anh chị đồng nghiệp của anh Thì thấy video anh đang ôm eo bá cổ Một chị nào đấy dưới hồ bơi Còn bế chị ấy lên bờ nữa Sáng hôm sau em có hỏi thẳng Thì anh bảo chỉ là đồng nghiệp đùa vui thôi Đang chơi trò chơi ấy mà Với cả hôm đấy anh đưa chị ấy về hơi khuya Nên không trép em được điện thoại là hết pin chứ anh và chị ấy éo có gì cả vâng éo có gì nhưng mà hai tuần sau anh đề nghị chia tay rồi hai tháng sau anh mời cưới và chị kia thì có bầu vậy là không có gì giữ chưa Chiếc sườn thứ ba là lúc mới ra trường, em quen anh Huy làm bên khách sạn, ban đầu yêu đương thấm thiết lắm, xong tự nhiên ảnh bật tâm ba ngày trời không một cuộc gọi, không một tin nhắn, cứ tưởng là anh bệnh tật liệt giường hay như nào. Hóa ra vào Facebook mới biết ảnh đang bận dỗ dành một chị gái làm chung công ty, nhìn khí chất sành điệu lắm, anh thả tim comment nhiệt tình. Bảo sáng em qua chở chị đi làm nha. Bà chị kia up test bảo đói cũng thấy anh comment bảo chị đợi tí em sang, lát sau còn comment ảnh check-in cơ. Em điên máu vào hỏi thì bà chị kia block comment, xong thằng người yêu em tí cũng nhắn tin tới, tưởng nó giải thích hay dỗ dành em như nào nhưng không, nó bảo em éo được làm phiền chị Thanh của nó, với cả nó hết yêu rồi nên chia tay đi, xong còn block luôn. Gì vậy trời? Chiếc sừng thứ tư thì ngắn gọn hơn anh Dũng, làm thợ tha thu yêu em được 2 tháng, xong gặp thằng bạn thân em thì trổ bóng, hai người lén lút qua lại hơn tháng thì em bắt gặp. Thôi em cũng đành chịu, cạn lời, sừng này éo thể cứu được. Xong lần gần đây nhất là đợt VN Party, lúc này em đang yêu một anh tên Hùng, được nửa năm rồi, anh này ga lăng, chu đáo, chững chạc lắm, đúng gu em, kiểu ổng ngọt ngào, xến xúa như trót mật vào tay, lễ lọc vẫn quà cáp đầy đủ, còn định dắt em về ra mắt cơ, nhưng mà tha ngôi chưa kịp ra mắt thì đụng trúng Dien Ti. Sau một đêm tất niên đáng nhớ thì anh làm tận ba đứa có bầu. Lúc em với anh Hùng đang ngồi ăn trong nhà hàng thì có tận ba chị gái ập tới úp sọt ổng. Bà nào cũng lồng lộn lên hỏi ổng giải quyết cái thai như nào. đều còn liếc qua em hỏi con này là con nào nữa. Mình là chính thức mà trời. Thế giờ con nào không có bầu thì con đó là tiểu tham hả? Giải thích mãi mới chứng minh được mình mới là người yêu chính thức của ổng. Hết cả hơi. Xong, cả đám lao vào choảng ở một trận. Mặt mày thâm tím. Mấy chị có bầu mà đấm ác thiệt. Đúng. Ấy, xương xương năm cái sừng, còn nhiều chuyện thú vị lắm, nhưng chắc để lần sau em kể nốt. Thật ra em cũng éo phải biết rút kinh nghiệm thế nào khi mỗi lần đều bị một kiểu cấm sừng khác nhau. Bất lực thật, chắc có căng có vía lắm mới sưu tập đủ loại sừng như em. Có ai xin vía không? Em nhả vía mạnh luôn nè. Chuyện này cũng khó nói quá nên mình lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp ạ. À. Mình là nữ xin được phép giấu tên. Năm nay mình 30 rồi vẫn còn độc thân và đang kinh doanh một số quần áo nhỏ. Cách đây một năm mình có lướt máy áp hẹn hò rồi quen được một anh hơn mình 2 tuổi. ảnh tên là Hùng, hiện đang làm việc ở nước ngoài. Ban đầu tụi mình chỉ nhắn tin làm quen vì nói chuyện khá hợp gu. Dần dần anh Hùng ngỏ ý tán tỉnh mình và hứa là sẽ về việt nam gặp mình cho đến giữa năm ngoái thì ảnh giữ lời hứa về gặp mình sau 5 tháng yêu nhau. Bên ngoài nhìn ảnh hiền lành cao ráo lắm. Ảnh nói về Việt Nam 2 tuần để thăm gia đình. Nhưng hầu hết thời gian là đều dành cho mình. Chở mình đi ăn, đi chơi, tặng mình những món quà đắt tiền. Còn dắt mình về nhà anh ra mắt nữa. Mọi việc suôn sẻ đến mức mình không dám tin là mình có được một anh người yêu tuyệt vời đến vậy. Trước khi lên máy bay về lại nước ngoài làm việc, mình và anh đã có một đêm ngọt ngào với nhau. Anh còn cầu hôn mình nữa. Mình cũng bảo là sau khi khi anh về việt nam hẳn thì sẽ cưới vào cuối năm mình đã thưa chuyện hết với ba mẹ rồi ba mẹ mình cũng ủng hộ lắm còn khen anh giỏi giang chịu khó cơ nhưng mà từ lúc anh hùng bay về lại bên đó thì mình với anh cũng ít nói chuyện hẳn anh bảo là anh làm thêm chớp kiếm tiền để sớm về việt nam với mình mình nghe vậy cũng vui và không nghi ngờ gì anh cả nhưng với tần suất nói chuyện ngày càng ít thì mình cảm thấy cô đơn kinh khủng có hôm cả ngày anh chỉ nhắn với mình hai ba câu rồi mất tích thấy mình buồn vì chuyện tình cảm nên đám bạn thân hay rủ mình đi chơi đi bar giải stress với cả một hội bạn nữa rồi ở trong đấy mình tình cờ quen được một em trai còn khá trẻ, tên Khôi kém mình 3 tuổi, nhưng phong thái chững chạc cực kỳ, lại còn rất nice, ga lăng, tinh tế. Em trai ấy để ý mình nên hay đỡ rượu giúp, xong còn hay quan tâm mình hỏi mình có ai đưa về chưa nữa. Do đang thiếu thốn tình cảm mà Khôi cứ tấn công dồn dập nên mình không kiềm chế được. Nên cả hai đã đi quá giới hạn Xong mình cũng tự biết là có lỗi với anh Hùng Nên đã hạn chế nói chuyện với Khôi nhưng vì nhu cầu tình cảm của mình và Khôi vẫn ABC với nhau khi cần, ngoài ra thì không liên lạc hay gì cả. Chúng mình thỏa thuận chỉ là friend with benefit với nhau thôi. Mọi chuyện đều ổn cho đến tuần trước. Mình phát hiện mình có thai. Mình hơi hoảng vì chả biết phải đối diện với anh Hùng thế nào. Mà cái thai đó chẳng có ai khác ngoài Khôi được. Vì mình chỉ ngủ với mỗi Khôi thôi. Khổ nổi mình cấn bầu nhưng chẳng ngén hay gì. Nên lúc mình biết thì cái thai đã được 4 tháng rồi mình lo lắng báo cho khôi biết thì khôi cũng đến nói chuyện với mình lúc chúng mình đang bàn cách giải quyết cái bầu thì tự nhiên điện thoại khôi có cuộc gọi video call mình nghía mắt qua xem thì giật mình khi người gọi cho khôi chính là anh hùng họ xưng anh em và nói chuyện hỏi thăm nhau rất vui vẻ còn bàn về chuyện cháu gái chị dâu gì đấy em lúc đấy hơi hoảng nên lấy cớ đi rót nước mà lánh mặt nên cũng không nghe rõ lắm đến khi khôi tắt điện thoại thì em mới hỏi kia là ai thì khôi bảo đấy là anh hùng anh họ của em vợ ảnh bên mỹ mới sinh con xong nên ảnh gọi về khoe Em nghe xong bị sốc thật, cố gắng bình tĩnh hỏi thêm vài câu thì mới biết anh Hùng qua nước ngoài theo dạng kết hôn rồi được vợ bảo lãnh qua. Ông có vợ gần 3 năm nay rồi, cũng đã có một đứa con trai. Nay vợ ông vừa sinh thêm đứa nữa, má càng nghe càng sôi máu. Thế bấy lâu nay mình đã, là gì? Đã ăn nằm với nhau, ra mắt cả ba mẹ hai bên rồi. Mà giờ hóa ra là ông có vợ bên Mỹ, còn có cả con. Mấy lâu nay về bên đấy thì vẫn hứa hẹn đám cưới với mình. Hôm qua còn bảo đang cày thêm chớp, anh sắp kiếm đủ tiền để cuối năm cưới rồi mua nhà bên này. Thật sự mình không hiểu anh ta muốn gì cơ, sao có thể nói dối trắng trợn vậy được. Mình không thể bảo với Khôi đây là Hùng, chồng sắp cưới của mình. Càng không thể chạy đi chất vấn Hùng, trong khi mình đang có thai với Khôi được. Giờ mình không biết phải giải quyết thế nào, mọi người cứu mình với. Chúng mày ơi, tao không thể tin được chuyện này luôn ấy. Tao có con bạn tên Hà, nó và chồng cũ quen nhau 4 năm rồi mới cưới. Chồng nó ổn áp lắm, ai cũng khen nó sướng vớ được anh chồng đội vợ lên đầu chiều vợ nhất. Cưới về được gần 1 năm thì dịch đến nên Hà ở nhà. Chồng nó kinh doanh tự do nên vẫn được làm tiếp. Có đồng nào là chồng gửi cho nó hết. Hà ở nhà chả với đụng tay đụng chân việc gì cả. Chồng nó lo tức, thời gian nghỉ dịch nhiều. Hà rảnh rỗi bắt đầu chơi game. Nó cày ngày cày đêm và quen được một thằng trên đó Nó khoe thích quá Tao mới kiếm được người kéo ranh cho tao trên game Tao chơi gà mà người ta không mắng câu nào Người đâu mà dưỡng thê thế không biết Ban đầu hà với thằng kia chỉ chat chít trên game thôi Nói chuyện hợp gu quá chuyển sang nhắn tin trên Zalo Hà nó toàn chơi trước mặt chồng Nên chồng nó nghĩ đơn giản là bạn bè đơn thuần Bạn qua mạng nên không thèm nói gì chỉ nhắc nhở Vợ ăn gì không anh làm cho Nhớ nghỉ sớm nha ốm mình lo đấy Sau một thời gian dịch lắng nơi rủ tao đi cà phê thì tao ok thôi Vì nghĩ đi chơi như mọi lần Đến nơi tao mới tá hỏa Trời đất ơi, tao là cái cớ để con Hà đi gặp cái thằng trên mạng kia đó Chúng nó nhắn tin tán tỉnh nhau chán trên mạng Nên hẹn nhau gặp ở ngoài Thay đổi không khí Mới gặp lần đầu mà hai đứa ngồi xà nẹo xà nẹo Tao mắc ói, sượng trân khủng khiếp Tao phải cố kiếm chuyện nói với con Hà Mà nó đâu có rảnh mồm mà nói Còn tay để lên đùi thằng kia Thằng kia còn tỏ ra thích thú cơ khiếp cảm tưởng như kiểu không có tao thì nó sờ cái gì đó của thằng đó tại quán luôn rồi ấy ngồi một lúc thì tao biết được thằng ấy tin dũng dũng bảo ngay từ khi lập team chơi định mệnh xuôi khiến tớ phải chọn hà vào đội có duyên thật đấy duyên méo gì bạn tao cho tiền thằng dũng nạp game suốt nó chả thích bỏ mẹ ra bày đặt lương lẹo nghe chúng nó vờn nhau ngợp quá tôi đi về trước con hà miệng thì ơ ờ, ở lại thêm chút đợi tao đồ về ai là bỏ bạn về trước tay thì cất đồ hộ tao vài túi, gớm lại chả mong tao biến đi quá để còn dắt nhau đi tắt nắng. Sau đấy hai đứa nó đi đâu thì bay cũng biết rồi đó. Chúng... Dũng nó tuyệt nhiên không hề biết con bạn tao có gia đình rồi nha bay. Tao thấy che giấu hộ hà tội lỗi lắm, nên tao khuyên nó, mày đang lừa cả hai ông rồi đấy. Giờ mày đã có chồng rồi, ngoại tình là phạm pháp, mà tội cho Dũng lẫn chồng mày. Chúng mày biết hà nói gì không? Nó bảo chồng nó nhạt nhẽo, chỉ biết đến tiền. Ở bên Dũng nó mới thấy được yêu, cạn lời luôn thấm thiết được một thời gian thì con bạn tao giả vờ bị bệnh tâm lý này kia cần về nhà em nói để chữa lành chồng hà lo sốt vó nhưng nó bảo chồng ở nhà lâu quá em bị trầm cảm em không muốn làm gánh nặng cho mẹ và anh càng ở đây em càng cảm thấy mình vô dụng nó nói nhiều lắm nó còn cầm con dao dí vào tay đúng lúc chồng về nên chồng nó đành đồng ý nhấn mạnh một lần nữa là nó diễn thôi chứ nó không bị gì hết mục đích của nó là qua đó để tiện con và đi hẹn hò với dũng tụi bay thấy tội nghiệp chồng cũ với thằng bộ của bạn tao đúng không? Nhưng mà không nha. Ngay từ lần đầu gặp giác quan thứ sáu đã mách bảo tao là thằng bồ này có vấn đề Và một ngày đẹp trời Dũng phát hiện ra con Hà có chồng rồi Bằng một cách đơn giản thôi Phở bò hiện thi một những người bạn có thể biết Và hiện lên phay của chồng bạn tao Ảnh cưới đập lù lù trước mắt Những tưởng cuộc tình chống vánh của bạn tao đã tàn lụi Khi chúng nó khóc lóc như đôi uyên ương bị chia cách Thằng Dũng đề nghị chia tay Trái tim anh đau lắm Hóa ra anh bị em lừa dối Nhưng đời mà bay Hà bắn tài khoản dũng cục tiền Qua sáng hôm sau thằng này nhắn tin cho bạn Tao kiểu như là Anh đết còn gì nhiều ngoài em Sống thiếu em anh chết mất Kệ em có chồng Tình yêu của chúng ta không có lỗi Hơn tuần thì bạn tao quay về nhà Nó vẫn chơi game bình thường Anh chồng chiều nó còn hơn trước nữa Anh ngu ngơ không biết gì Bỗng một ngày nó đòi ly hôn chồng nó ngơ ngác, còn tao thì khuyên can nó không được, Hà nó bảo tôi không thể chịu nổi khi sống với anh, tôi có người khác rồi, ly hôn đi. Thế mà chồng nó thay vì đánh ghen hay mắng chửi thì lại năn nỉ, không, anh không đồng ý. Tất cả là tại anh, tại anh vô tâm, tại anh lạnh là nhạt làm em tổn thương, anh hứa là sẽ sửa đổi, xin em đấy đừng bỏ anh, anh xin em đấy. Chồng Hà còn quỳ mấy tiếng đồng hồ cơ thằng dũng lượng hẳn qua nhà đón hà đi cháy phố cái hà làm vậy vì người tình bé nhỏ của nó nói anh không muốn thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác anh muốn một danh phận cho anh một danh phận đi em bé con hà nó thà đánh đổi gia đình để bảo vệ người yêu bé nhỏ của nó chứ không chịu quay đầu cuối cùng cũng ly hôn theo ý nguyện cái hà tuy nhiên chưa phải kết thúc câu chuyện trước đây lương hà có được bao nhiêu đâu toàn tiền chồng cũ cho giờ ly hôn hà không phú bà như xưa nên thằng dũng chán dăm bữa lại cãi nhau, chẳng còn dịu dàng lãng mạn như hồi đầu. Tình chỉ đẹp khi còn gian dở thôi. Thằng Dũng cũng cấm sừng con bạn tao mà quen con khác trên game mà tụi nó biết nhau. Tự nhiên Hà lại được cao thêm mấy cm. Sau vụ Hà ly hôn chồng là bọn tao cạch mặt nhau. Thể loại hãm đấy tao không đủ trình để chơi cùng. Đúng là quả báo không chừa một ai, vừa lòng to lắm. Một nửa cái bánh mì thì chắc chắn là bánh mì. Nhưng mà một nửa của sự thật chưa chắc đây là sự thật đâu chỉ vì đặt hết niềm tin vào chị mình mà giờ cả nhà cũng muối mặt theo luôn, đi đường chỉ sợ người ta nhận ra là tôi. Đầu đuôi câu chuyện nói là như này, chị mình học hết cấp 3 thì đòi lên thành phố học nghề, ban đầu nhà mình không ai đồng ý cả, bởi bố mẹ mình lo lắng con gái mới 17 tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, lên thành phố dễ bị cám dỗ vào nhiều thói hư tật xấu ăn chơi đua đòi, nhưng tính chị mình vốn ương ngạnh, khó bảo từ nhỏ, nên thấy bố mẹ không cho thì chị liền trốn đi. Chị ấy chỉ để lại mảnh giấy nhỏ nói rằng bố mẹ cứ yên tâm. Trên thành phố chị đã có người quen lo cho chỗ ăn chỗ ở. Bố mẹ mình giận lắm. Đến nỗi cả hai cùng lên thành phố để lôi chị về cho bằng được mà. Nhưng chị khóc lóc dữ dội lắm. Nhất định không chịu. Nên cô chủ salon cũng có nói ra với bố mình một vài lời tử tế. Cô ấy hứa là sẽ đào tạo tay nghề cho chị mình không lấy tiền. Còn nuôi ăn ở. Nên bố mẹ mình cũng đành xuống nước. Thế nhưng mà làm ở đó được hơn một năm. Thì chị mình lại tách ra. Đi xin việc ở chỗ khác. Nói chung 5-6 năm lên thành phố lập nghiệp Chị mình chỉ được cái trong điệu đà Xanh điệu hơn các bạn đồng trang lứa ở quê Chứ chẳng thấy tiền đâu Đợt Tết vừa rồi mẹ mình khóc bù lu bù loa lên Ép chị ở nhà xin việc rồi kiếm lấy một tấm chồng Ấy vậy mà mùng 4 Tết chị lại trốn đi Hứa lần sau về sẽ dẫn bạn trai ra mắt Và đúng như lời hứa Đợt nghỉ lễ năm nay chị ấy dẫn về thật dẫn theo một người đàn ông trong chững chạc và giới thiệu đó là bạn trai Huên hoang rằng đây là anh quang bạn trai của con anh ấy đang làm giám đốc của một chuỗi cửa hàng ăn trên thành phố nghe vậy thì bố mẹ mình mừng lắm thật ra mẹ mình chẳng mong chị ấy lấy chồng giàu chỉ cần con gái kiếm được một tấm chồng yêu thương mình lại được rồi bây giờ chỉ có anh người yêu vượt trên cả mong đợi tất nhiên bố mẹ mình vui ra mặt từ đợt chị mình dẫn anh trẻ tương lai về bố mẹ mình suốt ngày dục giả chị cưới nhưng mà chị cứ ậm ừ hoài mẹ mình thấy thế không được bèn kéo mình lên thành phố để xem xét cuộc sống cũng như chuyện tình cảm của chị như thế nào rốt cuộc thì mấy năm chị lên thành phố đây mới là lần đầu tiên mẹ mình lên thăm chị dài ngày cũng chính vì thế chị đưa mẹ và mình đi khắp các điểm nổi tiếng của hà nội để tham quan đến hôm thứ tư khi chúng mình vào một trung tâm thương mại thì mình vô tình nhìn thấy anh trẻ tương lai đang ôm ấp một người phụ nữ lạ, trông rất thân mật là đàn khác, vốn nóng tính sẵn và lại mình không thể để yên việc chị mình bị thiệt được, nên lao ra chất vấn luôn. Anh Quang, anh đang làm gì đây vậy? Chị này là ai? Anh có chị em rồi mà sao còn qua lại với người khác ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Anh Quang nhìn mình đầy sửng sốt. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại bình tĩnh Rồi phủ nhận việc quen biết nhà mình Định kéo ả kia bỏ đi Nhưng đời nào mình để cho việc đấy xảy ra Ngay lập tức mình giữ tay hắn lại Giọng điệu cố tình hung hăng hơn Anh định phủ nhận hả Rõ ràng là mới hôm kia anh còn dẫn chúng tôi đi ăn Giờ đã chối đây đẩy à Đậu xanh có loại đã có vợ sắp cưới rồi còn tăng tiểu với người khác hả Nói rồi mình lao vào đấm anh qua một cái đúng mặt Sức thanh niên 20 tuổi, ở quê ngày nào cũng tập luyện như mình, thừa lực để gã đàn ông phản bội chị mình choáng ván. Mẹ và chị gái vội vàng can ngăn, cô ả kia cũng lao vào kéo mình ra. Nhưng mình giận quá, đang hăng máu nên ai cũng không cản nổi. Đến khi bảo vệ tòa nhà ra can ngăn, mình mới bình tĩnh hơn một chút. Sự thật đã rõ rành rành ra đấy. Vậy mà chị mình vẫn chối bay, chối biến không quen người đàn ông này. Mặc cho mẹ và mình ra sức khẳng định. Cuối cùng chẳng đâu vào đâu, bọn mình đành giải tán, nếu không bảo vệ sẽ đưa hết cả đám lên đồn Nhưng mà chuyện tệ hại nào đã dừng lại ở đó đâu Vừa ra khỏi trung tâm thương mại Mình và chị gái đã bị một đám người lạ Lao vào dần cho tơi tả Vì đông quá Mình không có sức chống trả hết Chị gái cũng bị tát cho mấy cái đau điếng Cũng may là mẹ mình ra van xin Không thì chị còn bị đám lạ mặt khi cắt chuỗi tóc Một lúc sau ả à đi cùng anh trẻ tương lai của mình xuất hiện Đi thẳng đến chỗ chị mình Nắm tóc chị mình Rồi cảnh cáo thì mình mới vỡ lẽ Chị ta bảo Tao đánh hơi chồng tao cặp kè lâu rồi mà tao chưa tìm ra con nào. Không ngờ hôm nay mày lại tự dẫn xác đến. Chị nói mày nghe nè, chị không phải là đứa dễ bị bắt nạt. Mày vừa cướp chồng chị lại còn đòi đánh ghen ngược hả? Hôm nọ còn nhắn tin thách thức chị mà. Nay chị cho mày ăn đủ, khôn hồn thì cút xéo. Đừng để tao thấy chúng mày ở đâu hết á. Để bà già đi cùng, chị cho một bài học nhẹ nhàng. Lần sau không có chuyện chị mày nhân nhượng như này đâu. Lát sau cô ta mới bỏ tóc chị mình ra, rồi lên xe đi mất. Vì sự việc quá sốc, mẹ mình bị ngất, phải gọi xe cấp cứu trong khi mọi người xung quanh thì ra sức bàn tán xì xầm. Lúc đó mình thấy nhục nhã ê chề lắm, hóa ra chị gái là bồ nhí của người ta, vậy mà phút trước mình còn hùng hổ đánh ghen thay chị. Chuyện bây giờ còn đến tai mọi người ở quê do chiếc clip bị một người nào đó phát tán. Nhà mình thì thôi, chán khỏi nói, bố mẹ mình nước mắt rửa mặt vì không dạy được con cái. Mình thì đành bất lực mặc kệ người ta chỉ trỏ thằng này vũ phu. Nhưng quá đáng hơn là bà chị mình Vẫn còn cố tình tơ tưởng đến con người đấy Mặc cho đã bị kéo về nhà Cấm cửa không lên thành phố Nhưng sẽ ra là bà ấy có thể trốn ra bến xe bất kỳ lúc nào Giờ nhà mình bất lực lắm luôn ấy Có cách nào để cho bà ấy thức tỉnh không Mình là nữ Năm nay ngót nghét 30 tuổi Vẫn chưa chồng con gì Sắp thành bà cô già rồi đó Cả nhà mình đều số ruột Không biết quả bơm này bao giờ mới chịu nổ Mấy ngày lễ mình mới ru rú trong nhà là bố mẹ lại dục đi ra ngoài chơi. Không có tiền thì bố mẹ cho. Rồi gặp ai nào là anh em, bạn bè, hàng xóm. Kể cả mấy bà bán cá, bán rau ngoài chợ cũng hỏi nhà anh chị có anh con trai nào chưa vợ không? Nhưng mà tích cực nhất vẫn lòng anh trai mình. Thấy tình hình nước sôi lửa bỏng quá, anh mình liên tục giới thiệu cho mình. Gần như là chẳng còn sót người nào những khổ nổi, 10 người thì 11 người từ chối, mình có phải dạng xấu đâu. Trông cũng ưa nhìn phết mà, chủ yếu là họ nghĩ 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì chắc là có vấn đề gì đó. Ông anh mình có một ông bạn rất là thân, tên là Hưng, chơi với nhau từ hồi cấp 2, trước mấy lần anh Hưng còn đến nhà mình ăn ngủ nên mình cũng biết rồi, thế mà ông anh mình định giữ lòng của riêng, chưa mỗi anh ấy ra là không giới thiệu cho mình rồi trong một buổi tối định mệnh ba anh em đi nhậu với nhau lúc ấy cũng say say rồi tự nhiên cái anh hưng hỏi mình sắp lấy chồng chưa mình cũng thành thật em làm gì đã có người yêu em còn đang sợ ế đây này ông anh trai mình cười hô hố mẹ ế thật chứ sợ cái gì nữa anh hưng mới vỗ vai anh trai mình bảo hàng tồn kho hả hay đưa anh em giải quyết cho chẳng biết có phải tại say không mà ông anh mình đồng ý bán em gái với giá trước là bèo bọt là trầu bia hôm ấy Mãi sau này mình mới biết Anh ấy tia mình lâu lắm rồi Chỉ đợi thời cơ thôi Thế là tình yêu bỏ xít của tụi mình bắt đầu Đúng là nồi nào úp vung nấy Kẻ tám lạng, người nửa cân Đùa dai không khác gì nhau Mới đầu mình còn định tém tém Giả vờ đoan trang thuộc nữ một xíu Không qua anh lại chạy mất dép Ai dè dạ ông này có khi còn nhây với đùa dai hơn cả mình nữa Đi ra quán cà phê uống nước thì nghịch ngu Buộc dây dài mình vào chân bàn Đứng lên một cái là loãng soảng Cả quán quay ra nhìn Kết quả vỡ hai cái cốc thủy tinh với gãy đôi cái chân bàn, phải đền cho quán. Có hôm mình giỏi, mặt nặng mày nhẹ, bảo em chưa đói, anh cứ ăn đi. Ai về hắn order mỗi một bát cho hắn thật, để mình ngồi nhìn thèm nhỏ cái giải. Hắn còn vừa nhai nhồm nhàm vừa nói, bao giờ em đói thì bảo anh. Đi chụp ảnh thì toàn cố tình chụp xấu, mình cao 1m5 mà toàn chụp như mét m ba. 3 Ảnh ban đêm thì y như bị vong nhập, mãi lúc mình bực với xấu rồi mới bảo thôi để anh chụp thật. Có hôm không thèm lên xe mà anh phóng vẹo phát về luôn, một đi không trở lại để mình ngồi đợi giữa cái trời hè nắng 38-40 độ. Lúc mình bắt xe ôm về đến nhà rồi mới thấy hắn nhắn tin bảo hết bao nhiêu tiền xe anh chuyển khoản cho. Đợt đó mình dỗi cả tuần luôn, đã bực thì chứ. Ông anh trai còn tu trà sữa mà không mua cho mình, hỏi mới biết là trà sữa đó anh Hưng mua cho ông anh mình, trả công dỗ hộ. Trong khi người đang dỗi thì không có một giọt trước nào. Thế mà sau một năm yêu nhau, bọn mình cũng về chung một nhà, tính anh hưng đùa dai vậy thôi chứ bình thường anh yêu với chiều mình lắm mới cưới được hơn một tháng mà mình không biết có nên nhường anh cho người khác không cụ thể là ông anh trai mình hôm nào cũng ăn trực nằm chờ ở nhà mình ngày có 24 giờ thì ông nhường chồng cho mình mỗi 6 tiếng lúc đêm để hai vợ chồng tâm sự còn lại trừ lúc đi làm là hai ông như bị dính vào nhau chưa kể mấy hôm hai ông ngồi trong phòng bật điều hòa khóa cửa chơi game đến 2 giờ sáng mình gọi tới bà nội luôn à Mà không ai ra mở cửa Để mình ngồi ngoài phòng khách vật vờ Hai ông giờ là anh em rể rồi Nhưng mà vẫn xưng hô lẫn lộn Khi thì mày tao, khi thì ông tôi Có lúc lại anh em Nhưng mà chồng mình là anh Còn ông anh mình là em Ủa là sao vậy mọi người Lúc chưa cưới mình dỗi người yêu Thì ông anh toàn dỗ Anh xin mày đấy Hai đứa mày bình thường lại đi Mày có nó mà chia tay Nhỏ nó nghỉ chơi với anh thì sao Ông anh mình vẫn đứng để giảng hòa cho hai vợ chồng Có lần chồng mình nghỉ ở nhà mà bác không rửa rác không chịu đổ mình tức quá cầm chổi đuổi hắn đúng lúc ông anh phi sang ăn trực chồng mình hét lớn anh vợ đến cứu em em gái anh nó hỏi nó sắp bóp cổ em rồi đây này hai đánh một không chột cũng què em trễ cứ xông lên cho anh kết quả là cái dây mũ áo hút đi của mình bị buộc vào chân giường phải cởi áo để cứu thân nhưng mình cũng đâu có vừa cuối cùng mình cũng ngồi ăn cơm một mình còn hai ông kia phải đứng rửa bát cùng nhau rồi tự pha mì tôm cứu đói cũng may là ra ở riêng Chứ suốt ngày chí chóe như cái nhà trẻ thế này thì tội bố mẹ lắm. Có hôm đang ngồi ăn, đọc được bài viết cháu trai hay có nét giống cậu, giống bác bên ngoại, mình mới trêu hai ông không biết con mình sẽ giống ai hơn. Chồng mình thản nhiên, thế thì con tao sẽ là tổ hợp di truyền của tao với mày. Ông anh mình khi đó, mày là bố còn tao là mẹ nó. Tự nhiên thấy nhà bừng sáng vì mình mới vừa biến thành cái bóng đèn. Chứ không biết đây là chồng mình hay là chồng anh mình nữa. Sau cuộc hôn nhân, hết một phần năm đời người của em thì chỉ rút ra một câu lạ Sao một thằng đàn ông khốn nạn là nguyên một gia phả khốn nạn? Em mới trải qua một đời chồng 10 năm, cho nên xác định câu trên chị em nhớ mãn đời giúp giùm em nha. Ví dụ em nè, hôm ra tòa, nhà chồng dẫn một loạt 20 người lên tòa án vùi dập chèn ép một mình em thôi đó quý vị em tin hơn là đứa cải ba cải má từ đà nẵng giải đành đạch quảng ninh cưới chồng cho bằng được nha lúc em cưới là hai chục tuổi mới trẻ đầu hai ngu là chuyện bình thường mấy má riêng em là ngu như con trâu lì như con bò bỏ công việc bỏ gia đình bạn bè chạy về quảng ninh làm dâu có điên chưa em về làm dâu nhà có ba bà chị chồng em anh bảo là con út đấy quan niệm ở cái nhà này là sướng út hưởng khổ út chịu cho nên cái huần hòe gì cũng út hết đó mấy má mọi chuyện liên quan tới tiền là dâu út chi trả hết nha trong nhà em như kinh tế chính luôn em đi cày như một con trâu như một con bò để mà lo cho cái nhà chồng từ a đến z đấy em đâu có rảnh phải ở nhà để con để cháu đâu không phải nói quá chứ, em sợ ở nhà 9 tháng 10 ngày nhà chồng cạp đất mà ăn á, vì thương chồng, gánh nhà chồng muốn trẹo bả vai luôn nè. Lỡ tất bật đi sớm về khuya, vậy đó, mẹ chồng á dám đồn với họ hàng là em gà mái không biết đẻ Bà nói em vô năng đi cặp kè thằng khác chứ không thích bên cạnh chồng. Ừ, thấy ăn nói xà lời chưa? Cũng là mẹ chồng mới lấy cái cớ đó dẫn người khác về để mà hú hí với chồng em. Trời ừ, ơi, hồi tháng 2 em có về Đà Nẵng thăm ba má. Đáng lẽ chồng về chung với em nhưng mẹ chồng kêu ở lại cúng dỗ tổ tiên cho nên em về mình đó. Tết á, em định là mùng 4 về lại Quảng Ninh. Mà mùng 4 á, em tăng ca công ty gấp cho nên về sớm từ mùng 3. Lúc em vô nhà chồng, trời ơi bờ cờ sờ từ sofa cho tới nhà bếp, trước phòng ngủ cũng có nha mấy bà. Đầu óc em máu điên nó lên não luôn, em mở cửa vào, đúng như mấy chị nghĩ rồi đó, dập như cái máy cài. Anh bảo năng suất kiếm rồng vàng năm 2024 thiệt á, tiếng vang không chỉ một nhịp đâu mấy má, đều đều hai nhẹ một mạnh. Em gái nằm dưới cũng hăng lắm, hót không ngưng luôn. Tới nó đang quẩy sông thì còn biết mẹ gì nữa, em đứng nhìn cả buổi, chỉ có con bé kia giật mình, đồ dễ ra, chứ anh bảo ôm cứng ngắc. Ngứa cả mắt, em đi đến vỗ thẳng luôn chứ kiên nể gì tầm này nữa má. Em đang quậy cái phòng lên, mẹ chồng em về. Đấy, ba mẹ chồng can em ra. Bà nói em không biết điều, chồng đang cố gắng kiếm cháu cho gia đình mà em nhào vô phá. Trời ơi, em hét lên, mẹ bày cho chồng con ngoại tình hả mẹ? Đấy, em nhìn ba mẹ chồng đang chăm lo con nhỏ nằm trên giường. Mẹ chồng em gần giọng nói là đẻ con cho nhà này là chuyện của thằng Bảo phải làm. Mày không làm được với nó thì tao kiếm con khác vậy thấy. Đâu có đụng chạm gì mà mày. Mà mày dậy lên. Đã đẻ không được thì còn nhiều chuyện. Thứ dâu mất nết. Trời ơi, mẹ chồng em lệch là quan điểm còn chịu được đi. Đây, tới ba chồng em hùa vào nói em không hiểu cho chồng. Cứ về 10 năm không có nổi đứa con. Nhưng mà chuyện em còn còng lưng ra nuôi cái nhà này. Sao mai tính cho em vậy trời? Em nghĩ lấy con gái mẹ ra thì mẹ đồng cảm chứ. Nhưng mẹ cũng lạnh tanh nói là Tao mà là ông bà xui á, tao cũng đồng tình. Nội giống quan trọng hơn chung thủy vợ chồng mày ơi. Trời ơi mọi người, em suy sụp tại chỗ mọi người. Sau đó ba mẹ chồng em kêu em ra bàn thờ lớn. Nói em thề với gia tiên không có được ghen tuông bậy bạ và xin lỗi chồng. Em khinh ra mặt. Em cực làm trâu, làm ngựa là vì chồng yêu em. Bây giờ ông đi ngoại tình thì mắc cái mớ và phải cực nhập với cái nhà này. Em vùng vẫy, em gào cái tội ác cái nhà này lên. Xong mẹ chồng chốt cho em câu lạ. Cái nhà này ai ép ủ mày? Tiền mày tự đưa tao có xin đồng bạc nào đâu. Bây giờ mày bất bình quá thì ly hôn đi. Tao cũng không ưng cái ngữ thành phố thối đời đu đò theo trai như mày. Trời ơi, mẹ chồng đầu quá khứ của em lên, nói hồi trước mê trai làm dâu xứ lạ đã thấy kỳ rồi. Mười năm qua không chịu đẻ con, còn đi sớm về khuya, đích thị em là đứa lăn ngoàn ở ngoài đường. Ừ, bà đưa tờ giấy ly hôn trước mặt gia tiên, thách thức em ngon á thì ký đi. Đố em đi đâu được ở cái quảng ninh này, nói em ý lo được ít tiền, lại gào đòi công lao. Bà nghĩ em là đứa nhu nhược, suốt 10 năm á, em nghe lời bà như một con cuốn nghe chủ. Bà tưởng em không dám ký, tưởng em yêu chồng em sống chết, muốn làm ma nhà này nên thách thức em vậy đó. Đấy, lúc đó em hối hận vì tiền tiết kiệm đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Em làm 10 năm, không dư được trong người đồng nào. Chỉ có tiền ba má cho để dành về nhà chồng. Em vừa khóc, vừa nghe tiếng mẹ chồng hối em ký đơn. Em ký xong, bà dọn hết đồ của em, vứt ra khỏi nhà. Chồng và bố chồng nhìn em không cảm xúc, bà đuổi em ngay trong đêm. Từ hôm đó cho tới lúc ra tòa, mẹ chồng rêu ra em khắp nơi. Bà dùng phở bò của chồng em á, đăng nói xấu em cho họ hàng bạn bè biết em không chịu sinh con là vì có trai bên ngoài. Lúc ra tòa, ú hòa, bên chồng tận hai chục người, bên em có một mình em. Ngồi tòa mà bên kia hết lời sỉ nhục em là đứa hóng tròn đạo làm vợ. Em có một mình, biện ta ức hiếp, chỉ biết khóc thôi. Chị tẩm phán lúc đó mới nói em nín đi, để chị xử cho em, Hai vợ chồng thì không có con, gia sản chung đó, gồm sổ tiết kiệm với miếng đất được chia đôi. Mà mẹ chồng không chịu, nói miếng đất là ông ngoài để lại cho chồng, em không có quyền hưởng. Mặc kệ cho mẹ chồng em gạo, chị thẩm phán vẫn quyết theo luật là nửa miếng đất thuộc về em. Chị ấy còn bảo chứ, gia đình chồng có tấn công đòi đất á, thì điện chị xử cho lòng người lạ còn ấm áp chồng đầu ấp tay gối phát chán cho mọi người từ lúc ly hôn cho tới tận bây giờ em về đà nẵng rồi em vẫn nhận được tin nhắn lời chửi bới đồi đất của ba mẹ chồng của em dòng họ cô chú cũng vì miếng đất nhào vào nói em là không liêm sĩ riêng bảo nhắn tin năn nỉ quay lại đi không thấy em trả lời ông gửi thư đe dọa tới nhà em nói là không cho em lấy chồng mới ông thấy em đi với thằng nào là ông xử thằng đó trời em đến lại luôn lại cái gia đình ấu trĩ này em lại